Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 200. Lúc này, Diệp Huyên phía xa chợt tỏ vẻ đau khổ, sau đó, ngũ quan của hắn vặn vẹo, tựa như đang chịu đựng một nỗi đau đớn gì đó. Lúc này, tiểu hồn hoảng hốt nói, tiểu chủ, mau quay lại tuế nguyệt cảnh, lực lượng kia quá mạnh, bây giờ người không chịu đựng được đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên không chút do dự, vội vàng dừng lại, sau đó áp chế cảnh giới của bản thân xuống còn tuế nguyệt. Hắn không thể không dừng lại, nếu không, hắn sẽ chết chắc, lực lượng kia còn đáng sợ hơn cả tuế nguyệt chi lực, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Bây giờ, đối mặt với lực lượng này, hắn giống như một đứa bé 10 tuổi cầm vũ khí của người lớn vậy, dù uy lực rất đáng sợ, nhưng lại không thể chịu nổi dư chấn. Đâm một thương tới, kẻ thù chết, bản thân hắn chắc chắn cũng sẽ chết. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, hắn vượt hẳn hai cảnh giới. Vượt nhiều như thế, thân thể của hắn chắc chắn không thể nào chịu đựng được lực lượng đó. Cũng giống như ăn cơm vậy, một người đột nhiên ăn nhiều bất thường, gấp mấy lần thậm chí là 10 lần lượng cơm người đó ăn hàng ngày, vậy hắn rất có thể sẽ vì bội thực mà chết. Sau khi cảnh giới quay lại tuế nguyệt, Diệp Huyên lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mà lực lượng thần bí xung quanh cũng biến mất theo. Lúc này, trong lòng đám người Thích Nguyên đã khiếp sợ tột cùng. Tình huống khi nãy đã vượt khỏi nhận thức của bọn họ. Trên tuế nguyệt, thiếu niên trước mặt liên tục vượt qua hai cảnh giới, đạt đến trên tuế nguyệt. Quá kinh khủng. Lúc này, Thích Như xuất hiện bên cạnh Thích Nguyên, ông ta nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, tộc trưởng, là vì thanh kiếm kia, hắn có thể thăng cấp hai cảnh giới là vì thanh kiếm đó, nếu cướp được nói. Nghe vậy, ánh mắt bốn người họ lập tức trở nên nóng bỏng. Kiếm. Diệp Huyên vốn không đáng sợ, nhưng thanh kiếm này lại rất đáng sợ, chỉ cần lấy được nó, bọn họ sẽ có thể đạt tới trên tuế nguyệt. Chỉ cần đạt tới trên tuế nguyệt thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Nghĩ thế, bốn người Thích Nguyên nhìn nhau, một khắc sau, bọn họ lập tức lao về phía Diệp Huyên. Cướp kiếm. Lúc này, mục tiêu của bọn họ không chỉ là giết Diệp Huyên, mà còn có thanh kiếm trong tay hắn nữa. Một nơi khác, Thích Thiên im lặng nhìn mọi chuyện, không nói gì. Từ khi mới bắt đầu, gã đã không nói một lời, không ai biết gã đang nghĩ gì. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, thấy bốn người lao tới, hắn hơi nhíu mày, một khắc sau, hắn cũng xông về phía trước, chém tới một kiếm. Một địch bốn. Giao thủ. Trong tử quang chi giới có kiếm quang nổ tung, sau đó, Diệp Huyên lùi về sau. Dù thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng vẫn khó ngăn cản bốn người cùng hợp lực. Dù sao bốn người họ đều là tuế nguyệt cảnh, còn là những người có thực lực chân chính. Vừa lùi lại, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, sau đó, hắn xoay người, một tàn ảnh lao đến, một tia hàn mang cắt về phía cổ họng hắn. Rất nhanh. Diệp Huyên nâng kiếm lên đỡ. Oanh! Hắn thoáng chốc lùi lại mấy vạn trượng, lúc này... Một lực lượng đáng sợ tấn công từ sau lưng hắn. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, hắn xoay người, rút kiếm không ngừng chém. Chất chồng 60 mấy nghìn tia kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang như thác, che khuất bầu trời. Kiếm quang vừa xuất hiện đã vỡ tan, lực lượng mạnh mẽ khiến Diệp Huyên liên tục lùi lại, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy. Lực lượng của bốn cường giả tuế nguyệt cảnh thật sự quá mạnh. Vì thế khiến hắn lùi lại quá nhanh, nhanh đến mức thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng tốc độ này, cho nên mới bốc cháy. Lúc này, một cánh tay đè lên người Diệp Huyên. Oanh! Một lực lượng mạnh mẽ khiến Diệp Huyên dừng lại tại chỗ. Diệp Huyên quay đầu, là Đạo Lăng, nét mặt Đạo Lăng rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua biển sao. Tuế Nguyệt! Diệp Huyên biết tên này đã đạt tới Tuế Nguyệt rồi. Đạo Lăng khẽ mỉm cười, Diệp Huynh, chuyện sau đó cứ giao cho ta. Huynh chỉ cần xem ta biểu diễn thôi. Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi chỗ vừa đứng, lao về phía bốn người nhóm Thích Nguyên. Ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, khiến tử gian chi giới phải rung động. Bốn người nhóm Thích Nguyên phía xa cũng đã biến mất. Xung quanh thoáng yên tĩnh. Một tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Một bóng người nhanh chóng lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Chính là Đạo Lăng. Vừa mới dừng lại,
Đạo Lăng đã phun ra một ngụm máu tươi, chẳng những thế, thân thể của y còn bị đánh vỡ. Đạo Lăng thoáng sửng sốt. Thích Nguyên ở phía xa nhìn Đạo Lăng, có phải ngươi cảm thấy bốn người chúng ta rất yếu không? Đạo Lăng, Diệp Huyên ở bên cạnh nói, Đạo Lăng huynh, mời huynh tiếp tục biểu diễn, đừng dừng lại. Đạo Lăng. Đạo Lăng hơi ngượng ngùng. Y thật sự đã đánh giá thấp bốn người Thích Nguyên rồi. Y cho rằng sau khi đạt tới tuế nguyệt cảnh, ít nhất y sẽ vô địch trong những người cùng cảnh giới. Dù sao, từ trước đến giờ y vẫn luôn như thế. Nhưng lần này y sai rồi. Vì y quên mất một điều, đó là trước mặt không chỉ có một vị tuế nguyệt cảnh, mà là bốn vị. Một đối một, y có khả năng thắng rất cao, nhưng vấn đề là đây không phải một đối một. Một đấu bốn. Dù là Diệp Huyên hay Đạo Lăng cũng đều không có khả năng chiến thắng. Vì bốn người nhóm Thích Nguyên đều không phải kẻ ngốc. Lúc này, Thích Thiên ở phía xa chợt cất lời, đây là gia tộc của ta ư. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn gã. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của Thích Thiên. Thích Thiên cũng là một thiên tài siêu cấp. Lúc này, gã chợt cười khẽ, ta cảm thấy thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Nghe vậy, nhóm người Thích Nguyên đều nhíu mày. Thích Thiên cười to, vì gia tộc, tộc trưởng, lúc này, ta chỉ thấy sự tham lam mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt của những cường giả Thích tộc kia đều trở nên khó coi. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Thích Thiên, người biết người đang nói gì không? Thích Thiên cười đáp, đương nhiên là ta biết rồi. Vì gia tộc, tộc trưởng, ông nói nghe hiên ngang lắm, nhưng rõ ràng chỉ là vì lòng tham, là không có giới hạn. Tranh giành khí vận là ta tranh với hai người họ, vốn không liên quan đến gia tộc, nhưng ông lại muốn lấy gia tộc để chèn ép họ, khiến chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp, còn muốn kéo cả gia tộc xuống nước. Bây giờ ông dẫn toàn bộ Thích tộc đi theo con đường không thể quay đầu lại. Không giết bọn họ, sau này gia tộc sẽ nguy hiểm, giết bọn họ, chẳng lẽ gia tộc sẽ không nguy hiểm sao? Nói đến đây, gã chỉ về phía Diệp Huyên, một người bình thường sao có thể chế tạo ra thanh kiếm trên người thanh đó được. Dù Chu tộc dốc hết sức lực cũng không thể chế tạo ra thanh kiếm này. Các người giết hắn, người chế tạo kiếm xuất hiện, các người thật sự có thể chống lại người đó sao? Sắc mặt của Thích Nguyên hơi khó coi. Thật ra không phải ông ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Thích Thiên nói đúng, bây giờ Thích tộc thật sự không còn đường lui nữa rồi. Ông ta lựa chọn bỏ qua những vấn đề này. Bây giờ chỉ có thể đi đến cùng, giết Diệp Huyên, cướp thanh kiếm, sau đó đột phá. Thích Như thở dài, tiểu tử, bây giờ chúng ta không nên bàn về những chuyện này, chúng ta phải đoàn kết đối ngoại mới đúng. Thích Thiên lắc đầu, sư phụ, người sai rồi. Thích Như hơi không phải, phải lấy đại cục làm trọng. Thích Thiên khẽ cười nói, lấy đại cục làm trọng, đại cục của Thích tộc ta là cái gì? Là gặp thiên tài không muốn làm quen, mà chỉ muốn tiêu diệt à. Mọi chuyện đều có nhân quả, hôm nay Thích tộc ta giết hai người họ, sư phụ, ngài thật sự cảm thấy Thích tộc ta có thể chịu được nhân quả này sao? Sắc mặt Thích Như hơi khó coi. Thích Nguyên đột nhiên châm chọc, làm quen. Thích Thiên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi và hai người họ tranh giành khí vận, là khí vận đại đạo, các ngươi sinh ra chính là kẻ thù rồi, có hiểu không? Hơn nữa, ngươi có thành tựu như ngày hôm nay, ít nhất một nửa là nhờ sự bồi dưỡng của gia tộc nuôi dưỡng ngươi, bây giờ ngươi lại nghi ngờ gia tộc ư? Thích Thiên nhìn Thích Nguyên, không phải ta đang nghi ngờ gia tộc, ta là đang nghi ngờ ông. Nghe vậy, Thích Nguyên híp mắt, trong mắt lóe lên hàn mang. Nhưng Thích Thiên lại không hề sợ hãi, Thích Nguyên, lúc này, ông đã bị lòng tham che mờ mắt rồi. Ông muốn giết hai người họ là sợ họ gia nhập vào Chu tộc, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc những hành động của ông bây giờ mới là đang đẩy bọn họ về phía Chu tộc. Hơn nữa, Thích Nguyên, ông muốn cướp kiếm của người thiên mệnh kia, ta hỏi ông có từng nghĩ, ông thật sự khống chế được thanh kiếm này không? Một thần vật nghịch thiên như thế. Người bình thường có thể khống chế được sao? Gia tộc ta khống chế được sao? Thích Nguyên gần giọng nói, ngươi là đang nâng cao chí khí cho người khác, dập tắt oai phong của mình à? Thích Thiên lắc đầu, ta chỉ không muốn ông dẫn theo Thích tộc bước dần xuống vực sâu mà thôi. Thích Như ở bên cạnh khẽ thở dài, Thích Thiên, ngươi nói rất có lý, nhưng bây giờ, chúng ta phải đoàn kết chống lại kẻ thù.
Ngươi suy nghĩ xem, hôm nay nếu chúng ta không giết chết bọn họ, sau này bọn họ sẽ bỏ qua cho thích tộc chúng ta không? Lúc này, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chúng ta chỉ có thể giết hai người họ, diệt trừ mối họa này thôi. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ thích tộc thật sự không còn đường lui nữa. Thích Thiên im lặng một lát rồi nói, các vị trưởng lão, ta hiểu ý của mọi người, nhưng xin lỗi, ta không đồng ý với hành động của mọi người. Thích Thiên ta muốn tranh giành cái gì thì sẽ làm một cách quang minh chính đại, đường đường chính chính tranh giành. Cách tranh đoạt khí vận kiểu này, dù có thắng cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, gã nhìn cường giả thích tộc xung quanh, mọi người có đạo lý của mọi người, ta có nguyên tắc của ta. Nguyên tắc của ta không cho phép ta làm như thế. Nói xong, gã xoay người rời đi. Mỗi bước đi của gã, khí thế trên người gã đều điên cuồng dâng cao. Thấy cảnh này, mọi người sửng sốt. Khi gã bước tới bước thứ 10, khí thế của gã đã đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt, vô số lực lượng thần bí trong thiên địa tập trung về phía gã. Tuế Nguyệt Chi Lực. Là Tuế Nguyệt Chi Lực. Những cường giả thích tộc xung quanh đều hóa đá. Thích Thiên đạt đến Tuế Nguyệt cảnh rồi. Sắc mặt Thích Nguyên vô cùng khó coi. Diệp Huyên và Đạo Lăng cũng im lặng nhìn nhau. Hành động của Thích Thiên thật sự khiến họ bất ngờ. Đạo Lăng khẽ nói, giữ vững nguyên tắc, giữ vững sơ tâm. Đối mặt với nội tâm và gia tộc, cuối cùng gã vẫn không thỏa hiệp. Thỏa hiệp. Diệp Huyên im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đời người, rất nhiều lúc sẽ phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn, thật sự sẽ làm trái với sơ tâm, nhưng sự lựa chọn này sẽ có thể mang đến lợi ích cho ngươi. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ chọn thỏa hiệp trước lợi ích. Giống như ở thế tục, rất nhiều người vì kiếm tiền mà bí quá hóa liều, đi làm chuyện phạm pháp, chẳng lẽ họ không biết hành động của họ là phạm pháp? Họ biết chứ, nhưng lợi ích đã che mờ hai mắt họ, lâu dần, lợi ích sẽ che mờ cả nội tâm của họ. Là một người nghe theo nội tâm của mình, sống có nguyên tắc, hay thỏa hiệp với thế giới, làm những chuyện bản thân không thích, thậm chí là ghét. Rất rõ ràng là Thích Thiên đã chọn nghe theo nội tâm của mình. Gia tộc sai chính là sai, gã không lựa chọn đi theo gia tộc. Nhưng gã không phải tộc trưởng, gã không có cách thay đổi, cũng không thể thay đổi, lúc này, nếu gã phản bội, chắc chắn sẽ có người đứng về phía gã, nhưng gia tộc sẽ chém giết lẫn nhau. Gã lựa chọn rời đi. Lúc này, Thích Thiên cất lời, sau này nếu gia tộc gặp nguy, ta nhất định sẽ trở về. Nói xong, gã đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tâm trạng của những cường giả thích tộc xung quanh đều rất phức tạp. Đi rồi. Người có thiên phú đáng sợ nhất thích tộc đi rồi. Là bọn họ sai rồi sao? Nhưng tộc trưởng không làm sai. Hai người này yêu nghiệt như thế. Hơn nữa còn là kẻ thù trời sinh với Thích Thiên, không tiêu diệt họ lúc này thì đợi đến bao giờ? Suy xét từ đại cục thì tộc trưởng không hề sai. Thích Thiên có sai không? Thích Thiên có nguyên tắc, có sự kiêu ngạo của gã, không muốn dùng cách này để chiến thắng việc tranh giành khí vận, như thế là sai sao? Thích Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, Thích Thiên phản bội gia tộc, bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn là người của thích tộc ta nữa. Nghe vậy. Một vài trưởng lão nhìn về phía Thích Nguyên với vẻ khó tin. Đuổi Thích Thiên ra khỏi thích tộc. Bọn họ là những lão quái vật sống trên đời biết bao nhiêu năm, sao có thể không hiểu ý Thích Nguyên được. Thích Nguyên là muốn nhân cơ hội này củng cố quyền lợi của bản thân. Mọi người đều hơi khó chịu. Thích Như trầm giọng nói, tộc trưởng, Thích Thiên cũng không có ý định rút khỏi thích tộc, hành động này của ông có phải không ổn lắm không? Thích Nguyên lạnh lùng nhìn Thích Như, trong mắt lóe lên sát khí, người đang chất vấn ta ư. Thích Như không hề yếu thế, thế nào, tộc trưởng muốn biến thích tộc thành của một mình ông sao? Một vài trưởng lão thích tộc đang có mặt cũng đồng loạt nhìn về phía Thích Nguyên với nét mặt không vui. Thích Nguyên đột nhiên nhìn về phía ba cường giả Tuế Nguyệt cảnh ở cách đó không xa, đến giờ phút này, chúng ta đã không còn đường lui nữa. Người thiên mệnh này và Đạo Lăng, cả cô gái kia nữa. Một khi bọn họ trưởng thành, các ngươi sẽ biết hậu quả của nó. Không chỉ có thể, hôm nay nếu ba người bọn họ rời khỏi đây, chắc chắn bọn họ sẽ đầu quân cho Chu tộc. Hôm nay không tiêu diệt ba người bọn họ,
Sau này thích tộc ta chắc chắn sẽ bị ba người họ tiêu diệt, các ngươi chọn đi. Ba cường giả tuế nguyệt cảnh im lặng. Một lát sau, ông lão dẫn đầu nói với giọng điệu nặng nề, không còn đường lui nữa. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, giết chết người này, cướp kiếm, đột phá. Đột phá. Nếu trước đây bọn họ thật sự là vì Thích Thiên, vì tương lai của thích tộc, thì lúc này, bọn họ là vì bản thân mình. Vì sau khi thấy Diệp Huyên sử dụng thanh kiếm kia đột phá đến trên tuế nguyệt, bọn họ đã động lòng rồi. Trên tuế nguyệt. Bọn họ không thể từ chối sức hấp dẫn của việc này được. Không cường giả tuế nguyệt cảnh nào có thể từ chối sức hấp dẫn của nó. Nghe thấy lời của ông lão, Thích Nguyên gật đầu, vậy thì giết. Dứt lời, ông ta lạnh lùng nhìn những cường giả thích tộc xung quanh, hôm nay không suy xét đến trái phải đúng sai, chúng ta sẽ để thời gian chứng minh. Ta sẽ cho các người biết, dù không có Thích Thiên, Thích Nguyên ta vẫn có thể dẫn thích tộc đi về phía huy hoàng. Các cường giả thích tộc im lặng. Phản kháng. Hoàn toàn không thể phản kháng. Vì bốn cường giả tuế nguyệt cảnh đang có mặt đều đã đứng về phía Thích Nguyên, đừng nói bọn họ, dù là Thích Thiên ở đây cũng không thể làm gì được. Có sức mạnh, mới có quyền phát biểu và quyết định. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên phía xa, Thích Thiên nói nếu giết ngươi, ta sẽ không thể gánh nổi nhân quả này, nhưng ta không tin. Năm đó một thầy bói toán đã nói với ta rằng ta sống rất dai, cho nên, hôm nay ta muốn thử xem Thích Nguyên ta và thích tộc có thể chịu được nhân quả này không. Phía xa, Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng, huynh đánh được mấy người. Đạo Lăng ngẫm nghĩ, sau đó đáp, hai người. Diệp Huyên chớp mắt, ta cho rằng huynh sẽ khí phách nói đánh bốn người. Đạo Lăng vội lắc đầu, không không, Diệp huynh, mỗi người chúng ta đánh hai người, không thành vấn đề chứ. Diệp Huyên đang định đáp lời thì lúc này, hai khí thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng lập tức thay đổi. Lại có hai cường giả tuế nguyệt cảnh. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên và Đạo Lăng, cười châm chọc, sao nào, các ngươi cho rằng thích tộc ta chỉ có bốn cường giả tuế nguyệt cảnh thôi à? Diệp Huyên quay đầu hỏi lại Đạo Lăng, huynh đánh được mấy người? Đạo Lăng chần chừ, sau đó nói với vẻ khó khăn, ba người. Ta đánh ba người, huynh đánh ba người, công bằng chứ. Diệp Huyên gật đầu, huynh lên trước đi. Đạo Lăng gật đầu, không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao về phía ba cường giả tuế nguyệt cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người biến mất ở cuối chân trời. Vụt! Sắc mặt của ba cường giả tuế nguyệt cảnh vừa mới lao tới trước mặt Đạo Lăng lập tức cứng đờ, đậu má. Chạy rồi! Diệp Huyên quyết đoán chọn bỏ chạy, một đấu ba. Không thực tế. Đừng nói là một đấu ba, một đấu hai còn không chắc sẽ thắng. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu lực lượng trong cơ thể, hắn muốn tìm một chỗ để hấp thu những năng lượng kia. Và lại, trực giác cho hắn biết, chắc chắn thích tộc này vẫn còn lá bài tẩy. Đối phương không thể nào sử dụng tất cả lá bài tẩy trong một lần được. Thấy Diệp Huyên chạy, Đạo Lăng cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua thời không, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy cảnh này, cường giả thích tộc sửng sốt. Chạy mất rồi. Thích Nguyên gần giọng nói, muốn chạy, các ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à. Dứt lời, ông ta xông về phía trước. Xoẹt. Thời không lập tức nứt ra, một khắc sau, nhóm người Thích Nguyên đã biến mất ở phía xa. Vị trí ban đầu. Nhóm người Thích Như không đuổi theo, chiến đấu cấp bậc đó, họ cũng không thể tham dự được. Ở bên ngoài, cường giả nội quan cảnh đúng là rất mạnh, nhưng trước mặt tuế nguyệt cảnh thì chẳng là gì cả. Bọn họ đuổi theo chỉ là dâng mạng cho người ta thôi. Thích Như im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Ông ta không trở về thích tộc, cũng không đi tìm Thích Thiên, mà đi đến vũ trụ quan huyền. Ông ta muốn đích thân điều tra Diệp Huyên. Thiên tài giống như Diệp Huyên chắc chắn không thể là người bình thường, đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn, dù là châu tộc cũng không thể chế tạo ra được. Ông ta muốn điều tra về lai lịch của Diệp Huyên. Thích Như còn chưa tiến vào vũ trụ quan huyền đã bị một cường giả thần bí chặn đường. Thích Như nhìn cường giả thần bí trước mặt bằng nét mặt nặng nề. Tuế nguyệt cảnh. Thích Như im lặng, ông ta đã đoán được thân phận của đối phương rồi.
Cường giả thần bí mở tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Oanh! Thích Như lập tức bị một lực lượng thần bí trói lại, sau đó, ông ta bị đưa vào trong một cái túi đen. Cường giả thần bí kia xoay người, một cô gái chậm rãi đi về phía này. Người đó chính là đại tiểu thư của Chu tộc Chu U. Chu U khẽ mỉm cười, bây giờ mới muốn điều tra Diệp công tử thì đã muộn rồi. Rõ ràng là nàng ấy đang ngăn cản Thích Như đi điều tra Diệp Huyên. Cường giả thần bí trầm giọng nói, tiểu thư, khi nãy vì sao chúng ta không ra tay giúp đỡ Diệp Huyên và Đạo Lăng? Chu U lắc đầu, bây giờ cứu cũng không có ý nghĩa gì, vì thù hận giữa hai bên vẫn chưa đủ lớn. Hơn nữa Thích Nguyên kia vẫn luôn âm thầm đề phòng Chu tộc chúng ta, cứu lúc này sẽ có tổn thất rất lớn. Cường giả thần bí gật đầu, sau đó lại hỏi, Diệp công tử kia có lai lịch thế nào? Chu U nhẹ giọng nói, e rằng sau lưng người này có một tồn tại đáng sợ mà Chu tộc ta cũng không thể động vào. Cường giả thần bí nhíu mày. Chu U khẽ cười nói, có phải cảm thấy ta đang nói quá không? Cường giả thần bí gật đầu. Chu U cười nói, thật ra, có thể ta còn đánh giá thấp thực lực của người đó rồi. Thanh kiếm kia có thể khiến Diệp công tử thăng lên hai cảnh giới mà không có tác dụng phụ gì, đó vốn đã rất nghịch thiên rồi. Đáng sợ nhất là thanh kiếm này còn có thể khiến Diệp công tử đạt tới cảnh giới trên tuế nguyệt. Dứt lời, trong mắt nàng ấy lộ vẻ phức tạp, lúc Tần các chủ còn chưa xuất hiện, cảnh giới cao nhất ở vũ trụ châu thiên chúng ta là nội quan cảnh cực hạn. Khi đó rất nhiều người đều mất phương hướng, ngay cả phụ thân của ta cũng phải suy nghĩ. Sau khi Tần các chủ sáng tạo ra tuế nguyệt cảnh, cường giả nội quan cảnh cực hạn ở vũ trụ chúng ta mới có một hướng tu luyện mới. Mà lúc này, thanh kiếm kia của Diệp công tử lại có thể thăng cấp lên đến trên tuế nguyệt. Nói đến đây, nàng ấy lắc đầu, nếu thanh kiếm này là do Tần quan các chủ chế tạo ra, thì có nghĩa sau lưng hắn có Tần quan các chủ chống lưng, còn nếu không phải, thì đồng nghĩa với việc người sau lưng hắn có thể còn mạnh hơn cả Tần quan các chủ. Cường giả thần bí nhíu mày, còn có người mạnh hơn Tần quan các chủ sao? Chu U gật đầu, đương nhiên là có. Cường giả thần bí muốn nói lại thôi. Chu U khẽ mỉm cười, chuyện này không quan trọng, quan trọng là dù người đứng sau hắn là Tần quan hay người khác, chắc chắn chúng ta cũng không động vào được. Cường giả thần bí nói với giọng điệu nặng nề, tiểu thư, Chu tộc ta cũng không yếu. Chu U cười to, ta biết, nhưng chúng ta cũng không phải vô địch. Vũ trụ rất rộng lớn, Chu tộc rất mạnh ở vũ trụ châu thiên này, nhưng không có nghĩa ở chỗ khác cũng mạnh như thế. Không nói đến ai khác, chỉ Tần quan các chủ kia đã có thực lực tiêu diệt Chu tộc ta rồi. Cường giả thần bí hơi do dự, sau đó nói, theo ta được biết, Tần quan các chủ không có tu luyện, hơn nữa. Tiên bảo các của nàng ta đều là buôn bán, cũng không có nhiều người biết đánh nhau. Chu U lắc đầu, nàng ta thật sự có nói nàng ta không tu luyện, nhưng nàng ta không tu luyện, tuổi thọ của nàng ta có thể dài như thế sao? Nàng ta không tu luyện, nàng ta có thể coi thường cản trở của tinh không, đi qua tinh vực và vũ trụ ư? Cường giả thần bí im lặng, Chu U nhẹ giọng nói, ta có quen biết với nàng, nhưng vẫn cảm thấy nàng rất xa lạ. Nói đến đây. Nàng ấy lắc đầu, đừng nói đến Tần quan cô nương nữa, chúng ta nói về Thích Thiên đi. Trong mắt cường giả thần bí có ánh sáng lạnh lóe lên, người này đã rời khỏi Thích tộc, có cần. Chu U lắc đầu, không được. Cường giả thần bí khó hiểu hỏi, vì sao? Dù người này đã đạt tới tuế nguyệt, nhưng cũng chỉ vừa mới đột phá, bây giờ hắn ta trở mặt với Thích tộc, nếu chúng ta muốn giết hắn ta cũng không phải chuyện gì khó. Chu U nhẹ giọng nói, chuyện này không đơn giản như thế đâu. Người này có khí vận trên người, muốn giết hắn chỉ có thể đợi hắn mắc sai lầm. Cũng có thể nói là chỉ có thể đợi hắn ta tự tìm đường chết. Cường giả thần bí nói với giọng điệu nặng nề, đại tiểu thư, dường như cô hiểu khá rõ ba người họ. Chu U cười nói, lúc trước từng nghe Tần quan nhắc tới, ba người này và một người khác đều có khí vận trên người, muốn giết họ chỉ có thể đợi họ mắc sai lầm. Tự đâm đầu vào chỗ chết, nếu không thì sẽ rất khó. Cường giả thần bí tỏ vẻ nghi ngờ, một người khác. Chu U gật đầu, nét mặt trở nên hơi nặng nề, lúc trước Tần quan còn nhắc đến một người khác nữa, ta có hỏi nàng, nhưng nàng lại không nói. Nói cách khác là còn có một yêu nghiệt thần bí trên người có khí vận đại đạo. Cường giả im lặng một lúc rồi nói, trong trận đấu tranh giành khí vận lần này, Chu tộc ta đóng vai nhân vật nào?
Chu U khẽ mỉm cười, đứng về phía Diệp Huyên. Cường giả thần bí thắc mắc, vì sao? Chu U nhẹ giọng nói, người có tin vào trực giác của nữ nhân không? Cường giả thần bí. Một lát sau, Chu U và cường giả thần bí rời đi. Sau khi họ đi chưa bao lâu, một thanh niên mặc áo đỏ và một ông lão xuất hiện. Thanh niên cười khẽ nói, không ngờ Chu cô nương này lại ngăn cản Thích Như đến vũ trụ quan huyền điều tra Diệp Huyên, thú vị thật. Ông lão lạnh nhạt đáp, Chu tộc muốn hại chết Thích tộc. Thanh niên gật đầu, lão cổ, theo ta được biết, Thích Nguyên kia cũng là con cưng của trời, nhưng mọi hành động của ông ta đều có thể miêu tả bằng hai từ ngu xuẩn. Khiến ta rất khó hiểu. Ông lão cười nói, ông ta bị quyền lực và dục vọng che mờ mắt. Ngươi nghĩ xem, Thích Thiên kia đã được định sẵn sẽ trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của Thích tộc, chỉ cần Thích Thiên đột phá tuế nguyệt, ông ta nhất định sẽ phải giao quyền, dưới tình huống này, ngươi cảm thấy ông ta có cam lòng không? Đương nhiên là không rồi, một khi nắm giữ được quyền lực, sao người ta có thể dễ dàng từ bỏ được? Nếu Thích Thiên kia là nhi tử của ông ta thì còn được, nhưng tiếc là không phải. Dù phải, với tính cách và suy nghĩ của Thích Nguyên, e rằng ông ta cũng không dễ dàng giao quyền như thế. Thanh niên nhẹ giọng nói, tu luyện đến cấp bậc như ông ta, đáng lẽ phải biết quyền lực gì đó đều là mây bay chứ, vì sao còn cố chấp như thế? Ông lão lắc đầu, ngươi sai rồi. Ông ta có thể đạt tới trình độ như bây giờ là do quyền lực mang đến. Tu luyện cần tài nguyên, nếu không có của cải của Thích tộc các đời trước, ông ta muốn đạt tới tuế nguyệt cảnh đâu có dễ dàng. Vì sao trên đời này lại có ít cường giả tuế nguyệt cảnh như thế? Vì có ít thiên tài và yêu nghiệt ư? Không, thiên tài và yêu nghiệt rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể đi xa. Tài nguyên và chỗ dựa rất quan trọng. Thanh niên im lặng. Ông lão nói tiếp, Thích Nguyên bị dục vọng và lòng tham của bản thân che mờ hai mắt, ông ta dồn bản thân đến ngõ cụt, bây giờ ông ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đi đến cùng thôi. Thanh niên cười nói, lão cổ, vậy ông nghĩ sao về phía Thích Thiên rút khỏi Thích tộc? Ông lão im lặng một lát rồi nói, quân ta, có lẽ ngươi có thể chiến thắng Diệp Huyên và Đạo Lăng, nhưng chưa chắc ngươi có thể thắng được Thích Thiên này. Quân ta híp mắt, vì sao? Ông lão nhẹ nhàng đáp, dưới tình huống như thế, Thích Thiên vẫn có thể giữ vững sơ tâm, kiên trì với nguyên tắc của bản thân, là một người rất ghê gớm. Người này có thể đi rất xa trên đại đạo. Quân tà cười nói, ta rất muốn được đánh một trận với ba người họ. Ông lão gật đầu, sẽ có cơ hội thôi. Quân tà gật đầu đáp, như nhớ ra điều gì, hắn ta chợt nói, trước kia lúc Diệp Huyên sử dụng chiêu kiếm kia đạt tới trên tuế nguyệt. Nghe đến đây. Sắc mặt ông lão trở nên vô cùng nặng nề. Quân tà cười nói, không thể không nói, dù là ta cũng thấy động lòng với thanh kiếm đó. Ông lão trầm giọng nói, ngươi đã có đạo của ngươi rồi. Quân tà cười to, chỉ hơi động lòng thôi mà. Nói xong, hắn ta nhìn vào sâu trong tinh không, sau đó nói, lão cổ, năm đó tà linh tộc ta gặp phải chuyện kia cũng là vì tộc trưởng sao? Ông lão lắc đầu, năm đó, không phải nhân họa. Quân tà híp mắt, vậy thì là thiên họa rồi. Nét mặt lão cổ trở nên vô cùng nặng nề, quân tà, bây giờ ngươi chính là hy vọng cuối cùng của tà linh tộc, dưới tình huống không có khí vận đại đạo gia trì, ngươi không được làm gì cả, càng không được nghĩ đến việc trả thù. Quân tà im lặng. Lão cổ đột nhiên nghiêm túc hỏi lại, ngươi nghe thấy không? Quân tà chậm rãi siết chặt tay phải, lão cổ, với thực lực của ta bây giờ vẫn không thể chống lại đối phương sao? Lão cổ nhìn chằm chằm quân tà, người bây giờ vẫn chỉ là một con kiến ở trước mặt đối phương thôi. Chỉ khi được khí vận của bút đại đạo gia trì, người mới có thể chống lại đối phương, nếu không, tà linh tộc ta sẽ mãi mãi không thể trả thù, không, là ngay cả nhắc đến cũng không được. Quân tà trầm giọng nói, lão cổ, rốt cuộc đối phương là ai? Lão cổ im lặng một lát rồi nói, một tồn tại đáng sợ có thể ngăn cản vận mệnh chi lực của bút đại đạo. Ngăn cản bút đại đạo. Nghe vậy, quân tà híp mắt. Rốt cuộc bút đại đạo là thứ gì? Đây chính là bút thần có thể quyết định vận mệnh của chúng sinh. Mà đối phương lại có thể ngăn cản được lực lượng của bút đại đạo. Lúc này, ông lão đột nhiên thở dài, đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Quân tà im lặng một lát rồi cũng đi theo. Hắn ta không hỏi lại đối phương là ai. Vì điều đó không có ý nghĩa.
Ở một nơi khác, Diệp Huyên và Đạo Lăng đang không ngừng xuyên qua thời không để chạy trốn. Lúc này, dù hai người không thể chống lại đám người Thích Nguyên, nhưng nếu muốn trời, đám người kia chắc chắn không thể làm gì hai người trong một khoảng thời gian ngắn. Dù sao Đạo Lăng bây giờ đã là Tuế Nguyệt Cảnh, dù Diệp Huyên không phải Tuế Nguyệt Cảnh, nhưng hắn cũng có kiếm Thanh Huyên trong tay. Tốc độ của hai người rất nhanh, đã xuyên qua vô số tinh vực, nhưng đám người Thích Nguyên vẫn không ngừng theo sát. Trong thời không, Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyên bên cạnh, Diệp Huynh, chúng ta phải đi đâu đây? Diệp Huyên trầm giọng đáp, đến Chu tộc. Đạo Lăng hơi do dự, sau đó nói, Chu tộc sẽ giúp chúng ta chứ? Diệp Huyên nghiêm túc giải thích, chúng ta đi ngang qua Chu tộc nhưng không dừng lại ở đó, hiểu không? Đạo Lăng sửng sốt, sau đó giơ ngón tay cái, lợi hại. Đi ngang qua Chu tộc. Chỉ cần họ đi ngang qua Chu tộc, các cường giả của Thích tộc chắc chắn cũng sẽ đi ngang qua Chu tộc, mà hai tộc vốn đã có mâu thuẫn, là kẻ thù của nhau, Chu tộc sẽ ngồi im nhìn đám người Thích Nguyên tiến vào Chu tộc sao? Chắc chắn là không. Vì thế, khi họ đi ngang qua Chu tộc, nhóm người Thích Nguyên sẽ có hai sự lựa chọn, một là rút lui, hai là đối đầu với Chu tộc. Cho dù là lựa chọn nào cũng đều rất có lợi với hai người họ. Lúc này, Đạo Lăng chợt hỏi, Diệp Huynh. Huynh biết đường đến Chu tộc không? Diệp Huyên chần chừ một lúc rồi đáp, hình như là không biết. Đạo Lăng lập tức xa sầm mặt. Diệp Huyên cũng hơi bực mình. Mẹ kiếp! Sao lại quên mất chuyện này chứ? Làm thế nào để đến Chu tộc? Đạo Lăng nhìn xung quanh, sau đó nói, nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đuổi kịp chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cất lời, ta có cách. Dứt lời, hắn lấy lệnh huyền thiên ra, sau đó, hắn sử dụng lệnh huyền thiên trong tay nhanh chóng phát ra tiếng động nhỏ. Không lâu sau đó, một ông lão hư ảo xuất hiện trước mặt hai người nhóm Diệp Huyên, ông lão cúi chào, vừa định cất lời thì Diệp Huyên và Đạo Lăng đã biến mất ở sâu trong tinh không. Ông lão sửng sốt. Diệp Huyên ở cuối tinh không xa xôi chợt cất lời, tiền bối, làm sao để đến được Chu tộc, chỉ hướng đi. Nét mặt ông lão cứng đờ, ông ta hơi chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, các cậu đi nhầm đường rồi. Đương nhiên lão biết người gọi lão là Diệp Huyên, ở tiên bảo các bây giờ, chỉ có Diệp Huyên có lệnh huyền thiên thôi. Cuối tinh không, lúc nghe thấy lời của ông lão, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Chết tiệt! Đi nhầm đường! Còn phải quay lại! Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, Đạo Lăng huynh. Ta đi trước một bước, huynh bảo trọng. Nói xong, Diệp Huyên bèn sử dụng kiếm Thanh Huyên di chuyển, quay lại Thích tộc. Ở vị trí ban đầu, Đạo Lăng tỏ vẻ ngơ ngác, chết tiệt, Diệp Huynh, huynh đừng bỏ ta lại chứ. Lúc này, đám người Thích Nguyên xuất hiện trước mặt Đạo Lăng. Đạo Lăng hơi do dự, sau đó nói, chư vị, thanh kiếm kia ở trong tay Diệp Huyên, mà hắn muốn đi đến Chu tộc, bây giờ các người đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Đạo Lăng, sắc mặt nhóm người Thích tộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mục tiêu chân chính của bọn họ đúng là Diệp Huyên và kiếm Thanh Huyên trong tay hắn. Còn Đạo Lăng này, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Thích Nguyên nhìn ông lão bên cạnh, một khắc sau, ba người xông thẳng về phía Đạo Lăng. Còn Thích Nguyên thì dẫn theo hai cường giả Tuế Nguyệt Cảnh còn lại quay về. Phía xa. Trong mắt Đạo Lăng lóe lên vẻ dữ tợn, lên đi. Một địch ba thì sao chứ? Dứt lời, y lập tức xông lên. Thời không vỡ nát, Đạo Lăng lùi lại mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại, y đã rơi thẳng vào trong tử gian chi giới, chẳng những thế, thân thể của y cũng dần trở nên hư ảo. Đòn tấn công toàn lực của ba cường giả Tuế Nguyên Cảnh vẫn rất đáng sợ. Thấy ba cường giả Thích tộc lại muốn tấn công, y nheo mắt. Vội vàng nói, đừng, đừng xông lên nữa. Nói xong, y xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nếu là trước kia, y sẽ đấu đến cùng, không đánh lại cũng phải đánh. Còn bây giờ, y cảm thấy vẫn nên hèn hạ một chút thì tốt hơn. Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt. Thấy Đạo Lăng lại trốn, sắc mặt ba cường giả Tuế Nguyệt Cảnh lập tức trở nên khó coi, bọn họ không chút do dự đuổi theo. Ở một hướng khác, Diệp Huyên sử dụng kiếm Thanh Huyên quay lại chỗ cũ, sau đó,
hắn lại sử dụng kiếm xuyên qua thời không ngân hà, chạy đến Chu tộc. Hắn lợi dụng kiếm Thanh Huyên, nâng tốc độ của bản thân đến mức cao nhất, trong nháy mắt đã đi qua mấy chục tinh vực vũ trụ, nhưng hắn vẫn chưa đến được Chu tộc. Diệp Huyên không khỏi nhíu mày. Xa như thế sao? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục di chuyển, trong nháy mắt, hắn đã xuyên qua mấy chục tinh vực, sau đó, hắn cau mày, vì hắn phát hiện đây là hướng đi đến vũ trụ Quan Huyền. Mà lúc này, thời không cách đó không xa nứt ra, ba người nhóm Thích Nguyên xuất hiện. Bị đuổi kịp rồi. Diệp Huyên dừng lại, hắn lấy lệnh huyền thiên ra, sau đó điều động, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn, cười ngượng ngùng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn ông lão, phương hướng ông nói với ta không phải hướng của Chu tộc, đúng không? Thích Nguyên ở bên cạnh châm chọc nói, đương nhiên là không phải rồi. Ông lão kia thoáng do dự, sau đó đáp, Diệp công tử, Thích tộc thật sự không tệ, chắc chắn giữa cậu và bọn họ có hiểu lầm gì đó, nếu là hiểu lầm thì mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống thương lượng, không có gì là không thể thương lượng cả. Cậu thấy đúng không? Diệp Huyên cười nói, xem ra các hạ không phải người của Tiên Bảo Các mà là người của Thích tộc. Ông lão khẽ mỉm cười, ta là người của Tiên Bảo Các, có điều ta không muốn nhìn thấy Diệp công tử và Thích tộc hiểu lầm sâu sắc như vậy, cho nên mới chỉ sai đường, mong công tử hiểu cho. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão, ông có biết ông đang làm gì không? Ông lão cười nói, Diệp công tử muốn dùng các chủ chèn ép ta sao? Nếu thế thì Diệp công tử phải thất vọng rồi. Vì theo ta biết, các chủ đã rời khỏi vũ trụ châu thiên. Diệp Huyên nhìn lệnh huyền thiên trong tay, im lặng. Lúc này, thời không phía xa đột nhiên nứt ra. Oanh! Một người thần bí chậm rãi xuất hiện, người thần bí này mặc hắc bào rộng lớn, đeo mặt nạ, tay trái cầm một thanh trường mâu màu đen. Nhìn thấy người này, sắc mặt mấy người Thích Nguyên lập tức trở nên nặng nề. Đây là ai? Diệp Huyên nhìn về phía người thần bí kia, thầm đề phòng. Khí thế của người này mạnh hơn ba người Thích Nguyên rất nhiều. Lúc này, ba người thần bí kia đột nhiên biến mất, sau đó chạy thẳng về phía ông lão của Tiên Bảo Các. Thấy cảnh này, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta siết chặt tay phải, đánh ra một quyền. Oanh! Thời không trước mặt ông ta lập tức biến thành một vực sâu thời không. Ngay sau đó, một tiếng xé rách vang lên, một khắc sau, một thanh trường mâu xuyên thủng qua giữa chân mày của ông lão kia. Thấy cảnh này, sắc mặt nhóm người Thích Nguyên ở bên cạnh lập tức thay đổi. Ông lão kia là cường giả tuế nguyệt cảnh. Nhưng ông ta cứ thế bị giết chết rồi. Phía xa, người thần bí chậm rãi đi tới, y nhìn ông lão đang tỏ vẻ khó hiểu gì, khàn giọng nói ăn cây táo rào cây sung. Dứt lời, y vung tay áo. Ông lão lập tức bị giết chết. Người thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, y cúi người hành lễ, Diệp công tử, mang đến phiền phức cho cậu rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông là người của Tần Quan. Người thần bí gật đầu, sau khi biết Diệp công tử đến vũ trụ châu thiên, các chủ đã ra lệnh cho người phụ trách Tiên Bảo Các ở nơi này giúp đỡ Diệp công tử, nhưng vì sự có người bằng mặt không bằng lòng, làm trái lệnh của nàng, cho nên vẫn luôn bảo ta canh giữ ở đây. Diệp Huyên vội chỉ vào ba người nhóm Thích Nguyên, giết chết bọn họ. Thích Nguyên. Người thần bí hơi chần chừ, sau đó nói, xin lỗi Diệp công tử, ta không thể ra tay. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Người thần bí trầm giọng nói, Diệp công tử, các chủ nói đây là trận chiến tranh giành khí vận đại đạo, cậu tự ra tay tranh giành sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể giúp đỡ cậu một chút, nhưng không thể ra tay thay cậu, nếu không... Trận chiến tranh giành khí vận lần này cũng không còn ý nghĩa nữa. Diệp Huyên im lặng. Người thần bí lại nói, Diệp công tử, cáo từ. Dứt lời, y bèn muốn rời đi. Diệp Huyên đột nhiên cất lời, có thể giúp ta một chút đúng không? Người thần bí gật đầu, đúng. Diệp Huyên vội đi tới bên cạnh người thần bí, sau đó lấy tiểu tháp ra đặt vào tay y, tiền bối giúp ta giữ thứ này một lúc, được chứ? Người thần bí hơi do dự, sau đó hỏi, chỉ là giữ thứ này thôi ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người thần bí gật đầu, đây là chuyện nhỏ, đương nhiên là được. Diệp công tử yên tâm, thứ này ở trong tay ta, không ai ở vũ trụ này có thể cướp đi nó.
Diệp Huyên gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong, hắn lập tức tiến vào trong tiểu tháp, nhanh chóng hấp thu lực lượng còn lại trong cơ thể. Thấy Diệp Huyên tiến vào trong tiểu tháp, người thần bí tỏ vẻ ngơ ngác. Y vội nói, Diệp công tử, ta chỉ đồng ý với cậu là bảo vệ cái tháp, chứ không có đồng ý bảo vệ cậu. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tiền bối, ta không yêu cầu ông bảo vệ ta mà. Ông chỉ cần bảo vệ cái tháp là được, những chuyện khác ông không cần quan tâm, dù ta bị người ta đánh chết, ông cũng không được nhúng tay vào. Ít hầu của người thần bí lăn lộn, Diệp công tử, ta, cậu không thể như thế được. Diệp Huyên đã nhắm mắt lại. Thời gian. Hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể đạt đến tuế nguyệt rồi. Bên ngoài, người thần bí nhìn tháp trong tay, hơi bối rối. Có thể làm thế à? Thích Nguyên ở phía xa chợt gần giọng nói, các hạ, thích tộc ta và tiên bảo các luôn rất hòa thuận, tiên bảo các vì một người mà đối đầu với thích tộc có đáng giá không? Người thần bí hơi do dự, sau đó đáp, thật ra thì, rất đáng. Thích Nguyên, nghe người thần bí nói như thế, vẻ mặt của Thích Nguyên lập tức trở nên khó coi. Tiên bảo các, thương hội lớn mạnh nhất thế gian này lại thật sự chấp nhận đối địch với thích tộc chỉ vì Diệp Huyên. Trước đó, ông ta cũng đã biết Diệp Huyên là khách quý siêu cấp của tiên bảo các, cũng cảm nhận được sự ưu ái của tần quan các chủ dành cho hắn, nhưng ông ta vẫn không nghĩ rằng tiên bảo các không thể vì Diệp Huyên mà đứng ra đối đầu với thích tộc được. Một cá nhân mà lại đi làm địch với một thế lực siêu cấp, phải là tên thiếu não đến mức nào mới làm ra được loại chuyện như này. Dù như thế nào thì ông ta cũng không làm vậy được, vậy nên ông ta cho rằng tần quan thông minh tuyệt đỉnh cũng sẽ không làm thế. Nhưng hiện tại tần quan lại thật sự làm ra loại chuyện điên khùng đó rồi. Tần quan bị thiểu năng à? Thích Nguyên tức giận mắng mỏ ở trong lòng. Phía xa xa, người bí ẩn kia có chút cạn lợi. Đã đồng ý sẽ bảo vệ tiểu tháp rồi, mà bây giờ Diệp Huyên lại ở bên trong tiểu tháp. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, Thích Nguyên trầm giọng nói, các hạ, thích tộc ta có thù không đội trời chung với Diệp Huyên, ta sẽ nói thẳng cho ngươi biết. Chuyện đã đến mức này rồi thích tộc ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ các ngươi, nếu đã cố ý muốn dây vào ân oán của chúng ta thì chúng ta chỉ có thể tuyên chiến với tiên bảo các thôi. Tuyên chiến. Nghe vậy, hai cường giả thích tộc ở bên cạnh Thích Nguyên đều ngẩn người ra. Tuyên chiến với tiên bảo các. Thích Nguyên dám làm vậy sao? Một trưởng lão trong đó trầm giọng nói, tộc trưởng, ông cần bình tĩnh hơn một chút. Lão phát hiện tâm cảnh của Thích Nguyên đã xảy ra vấn đề rồi. Thích Nguyên nhìn chằm chằm vào người bí ẩn kia, ông ta đang đánh cược, cược rằng tiên bảo các này sẽ không thật sự khai chiến với thích tộc chỉ vì một Diệp Huyên. Phía xa, người thần bí trầm giọng nói, ngươi chắc chưa? Thích Nguyên gần giọng đáp, chắc chắn. Trực giác nói cho ông ta biết, tiên bảo các chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Thích tộc. Tiên bảo các sao có thể khai chiến với thích tộc chỉ vì một tên Diệp Huyên? Sao có thể được? Tuyệt đối không thể. Người thần bí ở phía xa gật đầu, để ta liên lạc với các chủ. Nói rồi, gã xòe tay ra, một tấm bùa đột nhiên bay lên, một khắc sau, tinh không trên đỉnh đầu gã đột nhiên khẽ rung lên, chỉ chốc lát đã có một hư ảnh xuất hiện. Là Tần Quan. Tần Quan đang đứng trong một rừng trúc. Ở cạnh nàng ta không xa còn có một cô gái này đeo một giỏ trúc nhỏ, tay cầm một cái lưỡi liềm, lúc này nàng ta đang nói gì đó với Tần Quan, trong mắt ánh lên vẻ địch ý rõ ràng, tay nàng ta siết chặt lưỡi liềm, đã có dấu hiệu muốn xuất thủ. Lúc này, Tần Quan đột nhiên xoay người nhìn về phía người thần bí, sao đây? Người thần bí trầm giọng nói, các chủ, thích tộc tuyên chiến với tiên bảo các. Tuyên chiến? Tần Quan nhíu mày lại, tại sao? Người thần bí do dự một lát rồi đáp, chắc là muốn bị diệt tộc. Tần Quan. Thích Nguyên ở một bên bỗng chen lời, Tần các chủ, thích tộc ta hôm nay phải giết Diệp Huyên cho bằng được, nếu tiên bảo các muốn ngăn cản thì thích tộc ta chỉ có thể tuyên chiến với các người thôi. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi nói, Thích Nguyên tộc trưởng, đây là cuộc tranh giành khí vận đại đạo, ông cũng không phải là người nắm giữ khí vận, ông dính vào chuyện này làm gì? Người thần bí đáp. Ông ta sợ Diệp công tử cùng Đạo Lăng công tử kia gia nhập Chu tộc, vậy nên muốn diệt cỏ tận gốc trước một bước. Hơn nữa hình như ông ta còn định cướp lấy thanh kiếm trong tay Diệp công tử. Nghe vậy,
Tần Quan hơi nhíu mày lại, nàng ta nhìn Thích Nguyên tộc trưởng, ông dù gì cũng là một cường giả tuế nguyệt cảnh, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Thích Nguyên nhìn chằm chằm vào Tần Quan, cô đang dạy ta làm việc như thế nào à? Tần Quan. Như nghĩ đến điều gì đó, Tần Quan đột nhiên nhìn về phía người thần bí, người nhúng tay vào à? Người thần bí lập tức vội lắc đầu, không, không có, Diệp công tử nói ta bảo vệ tháp của hắn, ta nghĩ thấy cũng được, bảo vệ tháp thôi thì cũng không có vấn đề gì, dù sao các chủ cũng đã nói phải giúp Diệp công tử một chút, nhưng ta không ngờ rằng Diệp công tử lại trốn vào trong tiểu tháp. Ta, nói đến đây, gã không còn gì để nói tiếp nữa. Gã cảm thấy mình vừa bị hãm hại. Tần Quan trợn tròn mắt, cái tên này. Lúc này, Thích Nguyên ở phía xa gần giọng, Tần các chủ, có chiến hay không, mau nói một lời. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu ông đã tuyên chiến thì đánh thôi. Nói rồi, nàng ta xòe tay ra, một thanh vũ khí có hình thù quái dị xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyên ở bên trong tiểu tháp bỗng thấy mí mắt giật giật. Đây là thanh vũ khí lúc trước Tần Quan nói với hắn, đừng chọc ta. Tần Quan nhắm thẳng vào Thích Nguyên tộc trưởng, ông quyết tâm muốn chiến đúng không? Ta có thể cho ông một cơ hội cuối cùng, nếu ông đầu hàng thì vẫn còn kịp đấy. Thích Nguyên cười ha hả, nực cười. Tần Quan, ta vốn tưởng cô là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra cô cũng là loại thiểu năng thôi. Thích tộc ta năm ấy nể mặt tiên bảo các mà các ngươi lại tưởng chúng ta sợ à, đúng là buồn cười. Đến đây, bây giờ ta nói cho các ngươi biết. Thích tộc ta quyết không đội trời chung với tiên bảo các. Kể từ bây giờ, thích tộc ta sẽ dốc toàn lực tiêu diệt tiên bảo các ngươi. Trong tinh không, Tần Quan suy nghĩ một chút rồi sau đó kéo cò súng. Đùng. Lập tức, một tia sáng trắng bắn ra từ trong họng súng, tia sáng trắng kia vượt qua mọi cản trở của vô số tầng tinh không, bắn thẳng đến trước mặt Thích Nguyên. Trong mắt Thích Nguyên ánh lên một tia dữ tợn, ông ta đột nhiên mở tay ra. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát khỏi cơ thể ông ta, mà lúc này đây, khí tức tự bản thân ông ta đã được đẩy lên đỉnh điểm, tinh không lập tức sôi sục, vạn vật bắt đầu tan biến. Nhưng khí tức của ông ta vừa tiếp xúc với tia sáng trắng kia thì cứ như tuyết gặp phải chảo dầu sôi, bị hào tan ngay tức khắc. Dưới cái nhìn của mọi người, tia sáng trắng kia xuyên thủng qua giữa hàng mày của Thích Nguyên, nhưng nó vẫn chưa chịu tan biến mà tiếp tục bắn thẳng vào phần cuối tinh hà rồi biến mất. Ầm ầm. Thân thể Thích Nguyên như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được gì, thân thể ông ta bắt đầu tan biến từng chút một. Thích Nguyên có chút ngớ người ra. Vậy là xong rồi. Ông ta sẽ chết như thế. Bị giết trong nháy mắt. Hai tên cường giả thích tộc đứng cạnh Thích Nguyên lập tức tỏ vẻ kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này đây, bọn họ vô cùng bối rối. Thích Nguyên là tuế nguyệt cảnh đấy. Cứ thế bị Tần Quan giết trong nháy mắt. Thích Nguyên nhìn Tần Quan ở phía xa, run rẩy nói, ngươi. Ngươi cầm thứ gì? Tần Quan mở to mắt nhìn, đừng chọc ta. Thích Nguyên nuốt nước bọt, sau đó nói, ngươi lợi hại đến vậy ư? Tần Quan cười hì hì, bình thường thôi, bình thường thôi. Thích Nguyên. Tần Quan quay đầu lại nhìn cô gái đứng đối diện, chuyện chúng ta vừa nói ấy, thương lượng lại một chút được không? Cô gái liếc nhìn thần vật trong tay Tần Quan, vội nói, không. Không cần thương lượng nữa, cô nói cái gì thì là vậy. Nói rồi, nàng ta do dự một chốc rồi thu lưỡi liềm lại, cô nói rất đúng, đánh nhau gì chứ, nguy hiểm quá đi mất, chúng ta nói chuyện đi, phụ nữ không thể đánh phụ nữ được, đúng không? Tần Quan. Trong tinh không, thân thể của Thích Nguyên ngày càng hư huyễn. Ông ta biết bản thân sắp không xong rồi. Lúc này đây, vẻ mặt của Thích Nguyên rất mờ mịt. Cái chết cận kề mới khiến đầu óc ông ta tỉnh táo hơn một chút. Thua cuộc. Tiên bảo các căn bản không để thích tộc vào mắt. Thích Nguyên nhìn phía cuối tinh không nơi xa, đột nhiên ông ta lắc đầu cười, nụ cười có chút thê lương. Không thể không nói, ông ta đã bị quyền lợi cùng dục vọng che mờ mắt. Bây giờ ngẫm lại thì mới biết, Diệp Huyên này sao có thể là người thường được. Như Thích Thiên từng nói cho dù giết Diệp Huyên, đoạt được kiếm Thanh Huyên thì thích tộc có thể gánh được hậu quả sao? Là do ông ta bị ma chướng. Thích Nguyên bỗng khẽ nói, Thích Thiên, đi tìm Thích Thiên,
bảo hắn trở về dẫn dắt Thích tộc đi. Thích Thiền run rẩy nói, tộc trưởng. Thích Nguyên lắc đầu, xin lỗi. Vừa nói xong, ông ta đã hoàn toàn biến mất, Thích Thiền đứng tại chỗ lặng người mặc niệm một lúc, sau đó xoay người rời đi. Xiết Diệp Huyên. Bọn họ không dám nữa. Bây giờ việc cấp bách là đi tìm Thích Thiên về chấn chỉnh lại Thích tộc. Mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên khẽ rung lên, sau đó Diệp Huyên bước ra. Bây giờ hắn đã đạt đến tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyên nhìn người thần bí ở trước mặt, người thần bí do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, vậy là cậu đạt đến tuế nguyệt cảnh rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Người thần bí không nói gì. Chơi kiểu gì vậy? Ban nãy còn đang là nội quan, mà bây giờ thành tuế nguyệt rồi à? Sao hắn tu luyện cứ như uống nước vậy? Diệp Huyên thu tiểu tháp lại rồi nói, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Người thần bí trầm giọng nói, Diệp công tử, người muốn đi đâu? Diệp Huyên không quay đầu lại, diệt Thích tộc. Người thần bí. Chấm chấm chấm. Một bên khác, Đạo Lăng đang bị điên cuồng đuổi giết. Y vẫn không thể lấy một địch ba được. Nhưng cũng may là Đạo Lăng không yếu, vừa đánh vừa chạy vẫn miễn cưỡng chống đỡ được đến bây giờ. Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên dừng lại, thời không trước mặt Y nứt ra, sau đó Diệp Huyên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyên, Đạo Lăng đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, Diệp Huynh. Diệp Huyên nhìn ba tên cường giả Thích tộc ở phía xa, ba tên kia lập tức xoay người chạy biến mất. Tất nhiên là bọn họ đã biết chuyện của Thích Nguyên rồi. Thấy ba tên kia đột nhiên bỏ chạy, Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, y quay sang quan sát Diệp Huyên rồi nói, Diệp Huynh, Huynh đến tuế nguyệt rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đến Thích tộc không? Đạo Lăng khẽ nhíu mày, đến đó làm gì? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Thích Nguyên kia chết rồi, bây giờ Thích tộc như rắn mắt đầu, đánh bọn họ thôi chứ còn gì nữa. Đạo Lăng trầm giọng nói, Thích Nguyên đã chết, chết như thế nào? Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn tùy tiện hô kiếm một cái rồi nhíu mày lại nói, Huynh đoán xem. Đạo Lăng do dự rồi hỏi, Huynh giết à? Diệp Huyên cười ngạo nghễ, nhưng lại không nói lời nào. Đạo Lăng. Diệp Huyên đột nhiên nói, Đạo Lăng Huynh, bây giờ ta cũng đã đạt đến tuế nguyệt cảnh. Hai người chúng ta liên thủ thì muốn diệt Thích tộc chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi, Huynh đi không? Đạo Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Huynh, dù Thích Nguyên chết rồi, nhưng đa số cường giả đỉnh cao của Thích tộc vẫn còn ở đấy, chúng ta cứ xông vào Thích tộc thì e là có chút nguy hiểm. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, sợ cái gì chứ? Ta và Huynh đều là những thiên tài đứng đầu thế gian này, dựa vào thực lực của chúng ta, trong cùng cấp há có ai là đối thủ? Không có đâu. Chắc chắn không có, đi nào, làm thịt Thích tộc thôi. Nói xong, hắn dứt khoát kéo Đạo Lăng đi thẳng đến Thích tộc. Trong tinh không, Đạo Lăng liếc mắt nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, Diệp Huynh, kiếm này của Huynh đỉnh thật đấy, Huynh mua ở đâu vậy? Diệp Huyên đáp, muội muội ta tạo ra đấy. Đạo Lăng do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, ta và Huynh đã xưng Huynh gọi đệ rồi, muội muội Huynh cũng là muội muội ta. Ta nói thế thì có vấn đề gì không? Bỗng, một luồng kiếm quang chợt lao xuống từ trong trời sao xa xôi, Đạo Lăng còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm quang kia đã đâm vào đỉnh đầu của y. Thân thể Đạo Lăng lập tức nổ tung, linh hồn nhanh chóng tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đạo Lăng ngớ người ra, ta làm sao thế? Ta là ai? Tiểu Tháp bỗng nói, đùa gì thì đùa chứ đừng đùa với muội muội của hắn. Chấm chấm chấm. Trong giải ngân hà, ở một căn phòng nhỏ nào đó, chợt có một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, ngươi không thể làm như thế được, y có khí vận đại đạo trong người, ngươi không thể tùy tiện giết được. Lúc này, Kiếm Hành Đạo đột nhiên xuất hiện trong căn phòng nhỏ kia. Tiếp đó, giọng nói của Thanh Nhi bỗng dưng vang lên ở trong phòng, lặp lại lần nữa. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Trong tinh không, khi thấy linh hồn của Đạo Lăng đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Diệp Huyên liền ngẩn ra. Hắn vội nói, Thanh Nhi, bỏ đi, đây là người phe mình. Bỗng, tia kiếm quang kia lao ra khỏi cơ thể Đạo Lăng rồi vọt thẳng lên trời, biến mất ở phần cuối tinh hà.
Đạo Lăng đứng tại chỗ vẫn có chút không thể tin được, Diệp huynh. Kiếm vừa nãy. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, như Tiểu Tháp nói đấy, đùa gì thì đùa, đừng có đùa với muội muội của ta. Đạo Lăng. Một lát sau, thân thể của Đạo Lăng đã khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn rất suy yếu, cần phải chữa trị thêm. Kế hoạch tấn công thích tộc chỉ có thể tạm thời gác lại. Diệp Huyên cũng có chút cạn lời. Một lúc sau, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một câu, lệnh muội là cảnh giới gì vậy? Diệp Huyên đáp, không có cảnh giới. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, không có cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, không có bất kỳ cảnh giới nào cả, muội ấy không tu cảnh giới. Đạo Lăng trầm giọng nói, không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Huyên nói, vừa được nàng cho ăn một kiếm rồi đấy, huynh có cảm tưởng gì không? Đạo Lăng. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, Đạo Lăng huynh, đừng có hạn hẹp như vậy nữa. Thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, chúng ta đều rất nhỏ bé. Đạo Lăng im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, Đạo Lăng huynh, vết thương ổn chưa? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyên, thật sự muốn tấn công thích tộc à? Diệp Huyên cười ha ha, tất nhiên rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng Diệp Huyên ta thì thích có thù là báo ngay, trừ khi thật sự đánh không lại thôi. Đạo Lăng. Một lát sau, thương thế của Đạo Lăng đã khôi phục. Hai người khởi hành đến thích tộc. Dọc đường đi, tâm trạng của Đạo Lăng rất nặng nề. Không thể không nói, chiêu kiếm vừa nãy khiến y phải ngơ ngác. Y chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có ngày suýt bị người ta giết chỉ trong một chiêu. Phải biết rằng hiện tại y là Tuế Nguyệt Cảnh, là một trong những cường giả đỉnh cao của thế gian này đấy. Nhưng y lại suýt nữa bị giết chết mà không phản kháng lại được gì. Thật sự quá sức tưởng tượng. Chấm chấm chấm. Không bao lâu sau, hai người đã đến thích tộc, mà lúc này, tất cả cường giả thích tộc cũng đã trở về hết. Sau khi hai người tiến vào thích tộc, Diệp Huyên không nói hai lời đã lập tức tung kiếm chém về trước một chiêu. Xoẹt. Một luồng kiếm khí khổng lồ hạ xuống từ trời cao, đâm thẳng xuống thích tộc. Đúng lúc này, một tàn ảnh bỗng từ dưới phóng lên trời. Ầm ầm. Tia kiếm khí kia lập tức bị phá vỡ. Một ông lão xuất hiện trước mặt Đạo Lăng và Diệp Huyên, người này chính là Thích Thiền. Thích Nguyên đã chết. Hiện tại Thích Thiền chính là tộc trưởng thay quyền của thích tộc. Thích Thiền nhìn hai người Diệp Huyên, không hề phí lời nhiều tế trận. Phía dưới địa bàn thích tộc bỗng có một màn ánh sáng phóng lên trời, nháy mắt, một màn sáng hình tròn đã bao trùm ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên cùng Đạo Lăng, mà xung quanh không ngừng có từng cột sáng phóng lên trời từ dưới nền đất của thích tộc, rồi hội tụ về phía màn sáng tròn kia. Màn sáng tròn kia rung lên kịch liệt. Từng luồng uy thế kinh khủng ập đến phía Diệp Huyên cùng Đạo Lăng. Mà cùng lúc đó, bốn cường giả Tuế Nguyệt Cảnh xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên và Đạo Lăng. Làm hòa. Thích Thiền không hề có suy nghĩ ấy. Thích tộc và hai người Diệp Huyên này đã đến bước đường không chết không thôi rồi, mở miệng cầu hòa thì chỉ có rước lấy nhục. Hiện tại chỉ có cách đánh mà thôi. Ở một bên, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, huynh thấy thế nào? Đạo Lăng liếc nhìn xung quanh rồi nói, ta đánh hai tên Tuế Nguyệt Cảnh và phá trận pháp này. Huynh đánh ba Tuế Nguyệt Cảnh kia, được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Đạo Lăng do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, huynh nhớ đó, đừng bán đồng đội nhé. Diệp Huyên. Đạo Lăng không nói gì nữa mà lập tức vọt về phía xa. Trong nháy mắt. Một pho pháp tướng cao mấy vạn trượng đột nhiên xuất hiện ở trên tinh không bên ngoài màn sáng tròn, chính là pháp tướng của Đạo Lăng, pháp tướng này so với trước đã to hơn gấp mấy lần, không chỉ thế, nó còn tỏa ra khí tức khủng bố hơn khi trước nhiều. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy thế kinh khủng. Ở đằng xa, Thích Thiền híp hai mắt lại, Thích Nhiên, Thích Mộc, không được khinh địch. Hai cường giả Tuế Nguyệt Cảnh kia lập tức gật đầu, sau đó phóng lên trời. Nơi chân trời, trong mắt Đạo Lăng ánh lên một tia dữ tợn, y đang định ra tay thì như nghĩ đến điều gì đó, y quay sang Diệp Huyên hô lên, Diệp Huynh, đừng có bán đồng đội đó. Nói xong, y mới trở lại phóng về phía hai cường giả Tuế Nguyệt Cảnh kia. Ở một bên, Diệp Huyên hạn hán lời.
mình là loại người bán đồng đội như thế sao? Thích Thiền bỗng nói, đến đây, để ta xem hôm nay hai người các ngươi sẽ diệt thích tộc ta như thế nào. Nói rồi, lão lập tức xông đến chỗ Diệp Huyên. Ầm ầm. Mảnh thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho nổ tung. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Ầm. Một luồng kiếm quang bạo phát, trong tích tắc, hai người đồng thời thối lui. Mà trong quá trình lùi lại, một tàn ảnh bỗng xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên, sau đó tung một chưởng vào gáy hắn. Một chuỗi động tác hoàn mỹ. Căn bản không cho hắn cơ hội lấy hơi một chút nào. Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, hắn khẽ động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một tấm khiên chắn ở phía sau hắn. Ầm ầm. Lá khiên kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, sức mạnh to lớn kia chấn bay cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên về phía xa tận mấy vạn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, bỗng có một tia sáng lạnh xé rách thời không đằng sau rồi chém thẳng về phía hắn. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia dữ tợn, hắn siết chặt kiếm Thanh Huyên trong tay phải rồi xoay người quét ngang một đường. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ nát, một tàn ảnh bị chiêu kiếm này đẩy lùi lại mấy vạn trượng. Nhưng vào lúc này, lại có hai luồng khí thức mạnh mẽ bỗng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, xung quanh hắn đã xuất hiện từng tia kiếm quang quỷ dị. Trảm tương lai. Thích Thiền vừa vọt đến trước mặt Diệp Huyên hơi biến sắc, bởi vì mấy tia kiếm quang này cứ như đã chờ sẵn bọn họ ở đây rồi vậy, chúng xuất hiện quá mức kỳ dị. Thích Thiền lập tức thu nắm đấm đang lao về phía Diệp Huyên lại. Sau đó chuyển hướng sang đấm lên những tia kiếm quỷ dị xung quanh. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang bỗng nổ tung, Thích Thiền liên tục thối lui, mà một cường giả tuế nguyệt cảnh khác cũng cùng lúc bị đẩy lùi lại không ngừng. Diệp Huyên ở đằng xa không hề động đậy, thế nhưng quanh thân hắn lại xuất hiện thêm mấy chục thanh kiếm khí quỷ dị. Trảm tương lai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thích Thiền ở nơi xa lập tức thay đổi, bởi vì đống kiếm quang này xuất hiện quá mức kỳ lạ. Đáng sợ nhất là chúng vô cùng sắc bén, cho dù là bọn họ cũng không dám đối đầu trực tiếp. Thích Thiền vội vàng nói, phòng thủ đi. Dứt lời, ba người đã vội vàng tụ lại một chỗ, sau đó đồng loạt ra tay chống lại những thanh kiếm quỷ dị kia. Mà Diệp Huyên ở đằng xa vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn không động đậy, cũng không xuất kiếm, thế nhưng xung quanh vẫn không ngừng có những thanh kiếm chém về phía ba người Thích Thiền. Kiếm sau còn khủng bố hơn kiếm trước. Ba người Thích Thiền bị đống kiếm này chém lùi liên tục. Bọn họ chỉ có thể phòng thủ bị động, bởi vì những kiếm khí này xuất hiện quá mức kỳ quặc, căn bản không dò ra được chúng xuất phát từ đâu. Đúng lúc này, một cường giả tuế nguyệt cảnh đột nhiên nói, phải phong tỏa thời không ở nơi này lại. Nghe vậy, Thích Thiền đột nhiên thả người nhảy lên, lão không mặc kệ những thanh kiếm đang chém tới ở phía sau, mà đưa tay phải về phía trước đập xuống một cái. Ầm ầm. Trong tích tắc, thời không mấy vạn trượng trên bầu trời Thích tộc lập tức bị phá vụn rồi biến mất, kéo theo đó là sự tan biến của dòng sông thời gian. Trong chớp mắt khi dòng sông thời gian biến mất, những thanh kiếm quỷ dị ở xung quanh cũng tan biến. Thấy thế, ba người Thích Thiền đều thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Những thanh kiếm kia thật sự quá quỷ dị, mà quan trọng nhất là chúng rất sắc bén, có uy hiếp chí mạng với bọn họ. Lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa bỗng mở bừng hai mắt, hắn nhìn Thích Thiền, lúc này đây, trong mắt ba người Thích Thiền chỉ còn lại sự nghiêm túc. Sức chiến đấu của Diệp Huyên có chút vượt quá dự đoán của bọn họ. Diệp Huyên đột nhiên xòe tay, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Thích Thiền ở đằng xa híp mắt lại, lão lật tay, một tấm khiên khổng lồ màu đen bỗng xuất hiện ở trong tay lão nắm khiên chắn trước người rồi lao về phía trước. Kiếm quang lập tức bị phá nát, nhưng tấm khiên cũng không thoát khỏi cảnh bị chém vỡ, kiếm Thanh Huyên thì nhanh chóng lao thẳng đến chỗ Thích Thiền, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm lên thân kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị ép dừng lại. Là một tên tuế nguyệt cảnh khác ra tay. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trở về lại trong tay hắn, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc sau, cả người hắn dần trở nên mờ ảo. Thấy cảnh này, Thích Thiền ở đằng xa híp mắt, cẩn thận. Kiếm tu. Sức chiến đấu của Diệp Huyên đã vượt quá xa dự liệu của bọn họ, bây giờ đối đầu với Diệp Huyên, bọn họ không dám có chút lơ là hay xem thường nào cả.
Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, một khắc sau, nơi cuối chân trời xa xôi bỗng có một luồng kiếm quang xuất hiện. Thấy thế, sắc mặt ba người Thích Thiền lập tức hoàn toàn thay đổi. Thích Thiền gào lên, cẩn thận. Bọn họ không ngờ rằng chiêu kiếm này của Diệp Huyên không phải nhằm vào bọn họ, mà là đang nhắm vào Thích Nhiên đang giao thủ với đạo lăng ở cuối chân trời. Nơi cuối tinh không, Thích Nhiên đang đánh nhau bỗng tái mặt lại, gã lập tức xoay người vung ngang tay chắn trước mặt. Ầm. Dưới cái nhìn của mọi người, Thích Nhiên bị chiêu kiếm kia chém thẳng vào tử gian chi giới, mà khi gã vừa dừng lại thì thân thể đã vỡ vụn, cùng lúc đó, lại có một thanh kiếm khác chém đến. Chiêu kiếm bất ngờ này khiến Thích Nhiên đã nát bấy cơ thể càng thêm tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, một tàn ảnh bỗng xuất hiện trước mặt gã, tiếp đó, một luồng hàn mang chặn ngang lại thế tiến của thanh kiếm kia. Ầm. Kiếm của Diệp Huyên bị cản lại ngay lập tức, tàn ảnh kia thì vội vã dẫn Thích Nhiên ra khỏi tử gian chi giới. Thích Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, gã nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, trong mắt ánh lên một tia kiêng kỵ. Nếu đánh trực diện thì gã không sợ, cho dù không đánh lại thì cũng không đến mức thua kém nhiều đến vậy. Nhưng Diệp Huyên lại chơi ám chiêu, vậy thì gã thấy hơi sợ. Khó lòng phòng bị được. Những thanh kiếm xuất hiện từ tương lai kia quá mức quỷ dị. Thích Thiền đột nhiên nói, mở trận. Dứt lời, phía chân trời, màn sáng to lớn kia đột nhiên nhanh chóng chuyển động, tiếp đó, từng cột sáng khổng lồ chợt lướt ngang chân trời như sao băng, đích đến của chúng chính là Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, hắn mở tay ra, khẽ động tâm niệm, mấy trăm nghìn kiếm khí bỗng xuất hiện ở xung quanh, sau đó hắn khẽ nói, lên. Bù! Một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, tiếp đó, mấy trăm nghìn kiếm khí phóng thẳng lên trời, sau đó là một màn mưa ánh sáng rơi lộp độc xuống thế gian. Âm âm xoẹt xoẹt. Trong thiên địa, từng âm thanh xé nát cùng tiếng nổ tung không ngừng vang vọng, cứ như tận thế đã đến. Trên bầu trời Thích tộc, từng tia kiếm khí va vào các cột sáng, từng tiếng nổ vang cùng xé rách tinh không không ngừng vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời Thích tộc đã trở nên hỗn độn. Hắn đỡ được. Ở một bên, sắc mặt đám người Thích Thiền đã cực kỳ khó coi. Diệp Huyên lấy sức một người chống lại được đại trận của Thích tộc. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng xòe tay ra, kiếm thanh huyên trong tay hắn rung lên dữ dội. Sau đó hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Xoẹt! Kiếm thanh huyên cắt ngang trời xanh, chém thẳng lên màn ánh sáng khổng lồ kia. Ầm! Trong ánh mắt của tất cả cường giả Thích tộc, màn ánh sáng kia lập tức nổ tung. Trận đã bị phá. Phía xa, sắc mặt của Thích Thiền cùng đám người Thích tộc đã vô cùng khó coi. Thực lực của Diệp Huyên quả thực như kiểu mỗi ngày mỗi khác. Hắn ăn gì để tu luyện vậy? Sao cứ như biến thái? Bọn họ đã thấy yêu nghiệt và thiên tài, Thích Thiên của bọn họ cũng là thiên tài hàng đầu đấy thôi, tốc độ tu luyện của gã cũng vô cùng kinh khủng, nhưng tốc độ của Diệp Huyên không còn bình thường nữa, cứ như là chơi gian lận vậy. Phía chân trời, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, hắn nhìn Thích Thiên dẫn đầu ở phía xa, hôm nay ta sẽ diệt toàn bộ Thích tộc. Cho dù tam kiếm có đến, ta cũng... Nói đến đây, hắn hơi do dự một chút. Sau đó nói, nếu tam kiếm đến, ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Tiểu tháp đột nhiên nói, suy nghĩ cái đếch gì, người cứ nói thẳng là mình đánh không lại đi. Diệp Huyên. Phía xa, Thích Thiền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ta cũng muốn xem thử, người diệt tộc ta bằng cách gì. Dứt lời, lão đột nhiên giẫm chân phải xuống rồi biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra. Một quyền ấn bỗng lao ra đâm sầm về phía mặt Diệp Huyên, mà sức mạnh to lớn ấy như muốn nghiến nát Diệp Huyên thành vô số mảnh vỡ vậy, vô cùng khủng bố. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hắn khẽ gảy nhẹ ngón tay một cái. Xoẹt! Kiếm thanh huyên đột nhiên bay ra. Ầm ầm! Thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nổ tung, một bóng người bị chấn bay liên tục, đó chính là Thích Thiền. Mà Diệp Huyên cũng bị đẩy lùi hơn mấy nghìn trượng. Khi hắn vừa dừng lại, đã có hai luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ hai bên trái phải của hắn. Hai cường giả tuế nguyệt cảnh đồng thời ra tay. Diệp Huyên híp mắt lại, một khắc sau, huyết mạch trong cơ thể hắn bỗng sôi sục lên. Ầm! Một luồng sáng đỏ đột nhiên phóng từ người Diệp Huyên thẳng lên trời.
kích hoạt huyết mạch chi lực. Diệp Huyên bỗng xoay người quét ngang một đường kiếm. Ầm. Một mảnh kiếm quang đỏ ngòm bắn ra. Ầm ầm. Hai tên cường giả tuế nguyệt cảnh trước mặt hắn lập tức bị kiếm quét bay ra ngoài mấy vạn trượng, khi chúng vừa dừng lại, vùng tinh không phía sau chúng lập tức bị tiêu diệt. Mà đúng lúc này, một quyền ấn chợt đâm thẳng từ trên đầu hắn xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, cắm thẳng lên trên quyền ấn nọ. Ầm ầm. Quyền ấn lập tức bị phá vụn, cường giả tuế nguyệt cảnh kia bị chém lùi. Mà lúc này, sau lưng Diệp Huyên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một hộp kiếm. Hộp kiếm thiên táng, đây chính là hộp kiếm thiên táng lúc trước Tần Quan đưa cho hắn. Bên trong có 12 thanh thần kiếm siêu cấp. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thích Thiền, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất, mà trong nháy mắt hắn biến mất đó, hộp kiếm phía sau đột nhiên rung lên, ngay sau đấy, 12 luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời rồi chém xuống Thích Thiền. Trong mắt Thích Thiền ánh lên một tia dữ tợn, lão xòe tay ra, bỗng, một chiếc ô màu đen xuất hiện trong tay lão, một khắc sau, chiếc ô kia nhanh chóng bay ra chắn trước người lão, nháy mắt, thời không xung quanh chiếc ô đã biến thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Lúc này, 12 thanh kiếm đã chém đến. Oanh! Mặt ô đã đỡ chọn được 12 thanh kiếm, nhưng nó cũng đã xuất hiện một vài vết nứt. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lão già, ông cũng biết dùng bảo vật à? Ta cứ tưởng ông chỉ biết xài nắm đấm thôi chứ. Thích Thiền! Diệp Huyên bỗng nói, ăn thêm một kiếm của ta đi. Dứt lời, kiếm thanh huyên trong tay hắn đột nhiên bay ra. Một luồng kiếm quang lập tức chém lên trên mặt ô. Ầm. Chiếc ô rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Đối diện với kiếm thanh huyên, không thứ gì xứng là thần vật cả. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thích Thiền chợt thay đổi, lão vội vàng thu ô lại, đây là một trong số ít chí bảo của Thích tộc, không thể cứ bị phá hủy như vậy được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng ở nơi xa, lúc này đây, Đạo Lăng vẫn đang lấy một địch hai. Nhưng y không hề yếu thế, lại còn có dấu hiệu áp chế ngược lại. Hơn nữa hắn phát hiện Đạo Lăng đang càng đánh càng hăng. Không hổ là người nghịch thiên. Diệp Huyên thu tầm nhìn, sau đó quay sang Thích Thiền, ba người các ngươi cùng lên đi. Thích Thiền vô cảm đáp, như ngươi mong muốn. Nói xong, cả ba cùng lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen kịt lại. Thích Thiền hiểu rõ. Đối mặt với Diệp Huyên này, ba người bọn họ phải liên thủ với nhau, nếu không thì chẳng có lấy một phần thắng nào cả. Thực lực của Diệp Huyên không chỉ khủng bố bình thường, nhất là thanh kiếm trong tay hắn kia, thật sự quá đáng sợ, ba người bọn họ cũng không dám đối chọi một mình với hắn, nhất định phải cùng liên thủ lại với nhau. Không còn cách nào khác, Diệp Huyên đành phải một đánh ba. Một đánh ba khiến thần kinh hắn căng thẳng cực độ, bởi vì hắn không được lơ là một chút nào. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể lấy mạng hắn. Ba người Thích Thiền không dám đối đầu trực tiếp với kiếm của hắn, nhưng hắn cũng không dám dùng thân thể để cứng trọi cứng với ba người kia. Đại chiến đang ngày càng kịch liệt. Trên bầu trời Thích tộc, phi kiếm không ngừng chém qua chém lại, từng âm thanh xé rách không trung rít lên không ngừng. Ở một bên khác, những cường giả Thích tộc đều quan sát trận đại chiến ở nơi chân trời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một nơi khác, có hai người cũng đang theo dõi chăm chú trận đánh này. Dẫn đầu là Chu U. Ông lão đứng cạnh Chu U trầm giọng nói, Thích tộc đang càng lúc càng đi xa rồi. Chu U khẽ cười nói, Thích tộc phát triển đến nay, thực lực chỉ thua mỗi Chu tộc, thế nên, ngoại trừ Chu tộc ta, bọn họ đều xem thường tất cả các thế lực khác. Nói đến đây, nàng ấy khẽ lắc đầu, thế lực nào cũng vậy, chỉ cần đạt đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện sự hống hách. Mà cũng vì sự hống hách này, sẽ sản xuất ra một vài thành phần thiểu năng. Cũng giống như thế giới trần tục vậy, có vài kẻ ỷ sau lưng hơi có chút quyền thế là tỏ thái độ ngang ngược, coi trời bằng vung, cứ như toàn thế giới đều là nhà của mình. Sự hống hách sẽ khiến con người lạc mất bản thân. Nói rồi, nàng ấy dừng một chút rồi mới tiếp tục, Chu tộc ta cũng thế thôi, mà ta cũng không ngoại lệ. Trước đó, ta cảm thấy khắp vũ trụ châu thiên này, Chu tộc ta chính là vô địch. Cho dù là Diệp Huyên hay Đạo Lăng, dù ta có xem trọng bọn họ thật, nhưng sâu trong nội tâm cũng không thấy họ có điểm nào có thể uy hiếp được đến Chu tộc của chúng ta. Sự thật chứng minh, trong vũ trụ mênh mông này,
Chủ tộc ta vẫn chưa mạnh đến mức có thể khinh thường được tất cả. Ông lão trầm mặc. Chu U tiếp tục nói, ta thật sự khâm phục Thích Thiên, bởi vì gã đã nhìn thấy điểm này từ trước. Gã khi trước chỉ biết khinh thường người khác, vô cùng tự tin, nhưng từ khi chiến cùng Diệp Huyên và cả đạo lăng kia, gã đã nhận ra được một điều, tuy gã rất ưu tú, nhưng người khác cũng không hề kém cạnh. Nói rồi, nàng lại nhìn Diệp Huyên cùng đạo lăng, lúc trước Thích Nguyên sợ hai người bọn họ quy thuận Chu tộc ta, nhưng ông ta không nghĩ rằng thiên tài yêu nghiệt như thế, há có thể đi quy thuận người khác. Ông lão đột nhiên nói, thực lực của hai người này có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung, trong tuế nguyệt cảnh, cho dù là những lão bất tử như chúng ta cũng không dám nói có thể áp chế được bọn họ. Chu U khẽ cười, hai người này đều có khí vận đại đạo trong người, yêu nghiệt là chuyện thường thôi. Ông lão đột nhiên nói, Thích tộc còn lá bài tẩy nào không? Khóe miệng Chu U hơi cong lên, tất nhiên rồi, bọn họ vốn định giữ lại để đề phòng Chu tộc ta. Nhưng xem ra bây giờ bọn họ không thể không phòng bị hai tên này trước. Ông lão do dự một lúc rồi nói, tiểu thư, chúng ta có cần ra tay không? Chu U suy nghĩ một chút, đang định gật đầu thì bỗng, có một người thần bí đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt Chu U. Chính là người thần bí của tiên bảo các lúc trước giúp Diệp Huyên bảo vệ tháp. Chu U ngẩn người, sau đó nói, lão thương. Nàng đã từng gặp người này. Bởi vì trước đây khi ở chung với Tần Quan, người này rất thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng ta. Lão thương khẽ gật đầu, Chu U cô nương, các chủ bảo ta chuyển lời đến cô. Chu U vội bảo, mời nói. Lão thương trầm giọng, bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nói xong, lão thương yên lặng thối lui. Chu U đứng tại chỗ trầm tư một lát, trong mắt nàng ấy đột nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên nhìn quét xung quanh. Thần thức lập tức bao trùm vô số tinh vực. Nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì cả. Vẻ mặt Chu U cực kỳ nghiêm nghị, không đúng, phải là có chút sởn gai ốc. Bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ rình sau lưng. Trong bóng tối còn có thế lực bí ẩn nữa. Chu U chậm rãi siết hai tay lại, là ai? Ông lão cũng nhìn lướt bốn phía, nhưng không thu hoạch được gì. Lão do dự một lúc rồi nói, tiểu thư, sao thế? Chu U trầm mặc một lát rồi nói, lập tức truyền lệnh, tất cả cường giả Chu tộc ở bên ngoài lập tức trở về tộc trong vòng một canh giờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Một bên khác, quân tà nhìn Chu U rời đi ở phía xa, nàng ấy phát hiện ra chúng ta rồi à? Cổ lão bên cạnh gật đầu, nàng không phát hiện ra chúng ta, mà là vị các chủ kia thông báo cho biết. Quân tà khẽ nhíu mày, lúc này... Thời không trước mặt hai người bọn họ đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một ông lão mang mặt nạ bước ra. Quân tà nhìn ông lão trước mắt, không nói lời nào. Ông lão đeo mặt nạ nói, người biến số hẳn là các hạ. Quân tà híp mắt lại, các chủ các ngươi biết ta. Ông lão mặt nạ nói, vạn sự vạn vật trong vũ trụ này không phải luôn luôn như thế mà không thay đổi, mà sinh cơ thoát chết trong gang tấc chính là biến số. Biến số là chân lý của tất cả hiện tượng trong vòng đời vũ trụ này. Biến số khiến sinh tử luân phiên, biến số khiến đời người trở nên vô hạn, sinh cơ cũng từ đó mà kéo dài bất tận. Vì nhân sinh và đại đạo của chúng ta, biến số càng mở rộng ra hơn, rất nhiều điều khổ đau chỉ vì một lần biến số mà dấy lên ngàn vạn hy vọng. Quân tà trầm giọng nói, các chủ các ngươi muốn nói gì? Ông lão mặt nạ đáp, các chủ nói, công tử có thể trở thành người biến số. Bản thân nắm giữ khí vận đại đạo, nếu tầm nhìn rộng hơn, đại thù chưa chắc đã không có cơ hội báo được. Nói xong, ông ta yên lặng thối lui. Quân tà đột nhiên cười nói, ta đã hiểu ý của các chủ các ngươi, ý nàng muốn bảo ta đừng tranh khí vận đại đạo với người thiên mệnh và người nghịch thiên đó đúng không? Ông lão mặt nạ im lặng. Quân tà cười bảo, ý của Tần Quan các chủ là ta không tranh lại chứ gì? Ông lão mặt nạ bỗng hỏi, công tử. Khí vận đại đạo là gì? Quân tà khẽ nhíu mày. Ông lão lại nói, sở dĩ các chủ bảo ta hiện thể truyền lời cho công tử là bởi vì nàng đồng cảm với cảnh ngộ năm đó tà linh tộc gặp phải, năm ấy vì cứu vớt vô số sinh linh của thiên vực tà linh mà cả tà linh tộc ngươi chết trận. Chuyện này khiến các chủ vô cùng kính nể, bởi vậy nàng mới bảo lão phu hiện thân nhắc nhở công tử. Quân tà trầm giọng nói, theo ta được biết, Tần các chủ rất ưu ái vị người thiên mệnh kia.
nhưng người thiên mệnh cũng không phải hoàn toàn vô địch, chỉ cần khí vận đại đạo hết, thiên mệnh hết, hắn cũng sẽ chết thôi. Chúng ta phạm sai lầm, chúng ta tìm đường chết, khí vận đại đạo rồi sẽ tan biến, hắn cũng sẽ như vậy thôi, đúng không? Ông lão im lặng một lát rồi đáp, hắn sẽ không như vậy. Quân tà có chút không rõ, vì sao? Ông lão khẽ thở dài, các chủ nói, bút đại đạo đã bị bắt cóc rồi. Nó xong rồi, quân tà còn đang định nói gì đó thì ông lão đeo mặt nạ đã rời đi. Lời cần truyền cũng đã truyền xong, nhiều lời thêm chỉ vô ích, cứ để quân tà tự lựa chọn đường đi của bản thân vậy. Quân tà đứng yên tại chỗ không nói gì. Cổ lão trầm giọng nói, vị các chủ kia có ý gì? Quân tà nhìn hai người Diệp Huyên ở phía xa, không biết đang suy nghĩ điều chi. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong tinh không, Tần Quan đang bước đi chợt dừng chân lại. Nàng ta mở to mắt, làm gì vậy? Xung quanh nàng ta chỉ có tinh không vô tận, chẳng có gì cả. Tần Quan cười bảo, ta phát hiện ra ngươi rồi. Vẫn không có lời hồi đáp nào. Tần Quan khẽ mỉm cười, đừng có như vậy, nếu có chuyện gì thì nói đi. Một lúc sau, một giọng nói mịt mờ bỗng vang lên, người phụ nữ kia, người nhúng tay vào nhiều chuyện quá. Giọng nói không giống như đến từ một nơi cố định nào cả, nó như thể truyền đến từ trong dòng thời gian thoi đưa. Tần Quan cười nói, kiếp chủ, ta cho ngươi một lời khuyên nhé. Không cần. Tần Quan nhún vai một cái, không nói gì nữa. Giọng nói kia lại vang lên, thứ khác loài như ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tần Quan cau mày, ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Đúng vậy. Tần Quan có chút tức giận, nàng ta mở túi lấy ra một món đồ, nhưng đúng lúc này, tinh vực trong phạm vi mấy chục triệu dặm bỗng bốc cháy. Vũ trụ tịch diệt. Mà lúc này, dưới chân Tần Quan đột nhiên xuất hiện một vòng thái cực. Vũ trụ xung quanh đã bị xóa đi, nhưng Tần Quan lại chẳng hề hấn gì, vòng thái cực này đã ngăn cản lại tất cả ngoại lực. Chợt, tinh không trên đỉnh đầu Tần Quan nứt ra, tiếp đó, một luồng thần lôi chín màu bắn thẳng xuống, khoảnh khắc khi thần lôi chín màu này xuất hiện, một luồng uy thế kinh khủng chợt ập xuống, luồng áp lực này mạnh đến mức khiến các sinh linh tồn tại cách mấy nghìn tinh vực ở bên ngoài cũng cảm nhận được. Lúc này đây, vô số cường giả trong vũ trụ đều thấy kinh hãi. Bọn họ đua nhau ngẩng đầu nhìn về phía trời sao xa xôi. Uy thế gì vậy? Ai nấy đều thấy khiếp sợ. Trong tinh không, Tần Quan ngẩng đầu nhìn thần lôi chín màu kia, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nàng ta bỗng móc một tấm bùa từ trong túi ra, sau đó trưởng thẳng lên trên, kèm theo đó là tiếng quát chói tai, đại uy thiên long. Lá bùa trong tay nàng đột nhiên phóng thẳng lên trời. Nó đón gió hóa thành một con rồng vàng đâm thẳng vào luồng thần lôi chín màu nọ. Bên dưới, Tần Quan vội vàng bịt kín tai lại. Ầm ầm. Trong tinh không, một tiếng nổ kinh khủng đột nhiên vang lên, tiếp đấy, luồng thần lôi chín màu kia bỗng hóa thành hư vô, nó đã bị cưỡng chế xóa sổ. Thế nhưng con rồng vàng kia vẫn chưa biến mất, nó vẫn đang bay lượn rít gào ở giữa tinh không. Lúc này giọng nói kia lại chợt vang lên. Có chút kinh ngạc, đây là rồng gì? Vì sao nó có thể hủy diệt cả kiếp lôi của ta? Tần Quan mở tay ra, rồng vàng bay về lại tay nàng ta, sau đó lại hóa thành một tấm bùa như ban đầu, nàng ta nhìn thẳng vào trong trời sao, đồng thời bỏ bùa vào lại trong túi, sau đó lại móc ra một cây súng ngắm, bây giờ nói xin lỗi ta vẫn còn kịp đấy. Khoảng không im lặng. Tần Quan nhắm vào trong tinh không, thẳng tay bóp cò súng. Một tia sáng trắng bắn thẳng ra, nó vượt qua mọi thời không, biến mất ở nơi cuối tinh hà xa xôi. Mấy hơi thở sau, trong trời sao vô tận bỗng vang lên một tiếng đoàng. Lúc này, giọng nói kia chợt vang lên, thế thôi à? Tần Quan mở to mắt, sau đó thu súng lại, nhưng chẳng mấy chốc, nàng ta lại móc ra một món vũ khí khác còn to hơn, hình dạng của vũ khí này giống với thanh súng khi nãy, chỉ có điều nó to hơn mấy lần. Đặc biệt họng súng phía trước rất dài, phải hơn một trượng, dưới họng súng còn có thêm một giá đỡ. Tần Quan nhắm thẳng vào trời sao, sau đó nói, một phát đạn, 300 tỷ tinh thần mạch. Nói rồi, nàng ta lại bóp cò súng. Một tia sáng lại lao ra từ họng súng dài ngoằn kia, tốc độ cực kỳ nhanh,
tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Tần Quan. Vắng lặng trong chốc lát, trong một vùng tinh không vô tận cực xa nào đó bỗng có một tiếng nổ tung. Tần Quan mở to mắt, cũng hơi xa đấy. Nói rồi, nàng đột nhiên lấy ra một món đồ hình tròn đưa lên trên mắt, chẳng mấy chốc nàng đã nhìn được vùng tinh không cách nơi đấy mấy trăm triệu tinh vực, ở nơi đây có một bóng mờ đang đứng, mà lúc này đây, bóng mờ kia đã mất một cánh tay phải. Không chỉ thế, thân thể của gã cũng đã xuất hiện từng vết nứt. Tần Quan thu cái ống hình tròn lại, sau đó giơ ngón tay cái lên, thở dài bảo, người đúng là được phết đấy, vậy mà cũng chưa chết. Nói rồi, nàng ta thu vũ khí lại, nhưng một khắc sau, nàng ta lại móc ra một món vũ khí còn lớn hơn, lần này là một vật có hình ống to như một người trưởng thành, phía dưới còn có hai bánh xe điều khiển. Tần Quan nói, một nhát pháo, 1.000 tỷ tinh thần mạch. Nói xong, nàng ta ấn xuống một cái nút, ầm. Một viên đạn pháo màu đỏ phóng lên trời, chớp mắt đã xuyên qua vô số tinh không, nhưng nó không phá hủy những vùng tinh vực nó đi qua, tuy nó ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng luồng sức mạnh này vẫn đang tích trữ, chưa bộc phát. Đây là điểm vô cùng đáng sợ. Trong tinh vực không biết tên nọ, bóng mờ kia gằn giọng nói, màu mè. Dứt lời, gã đột nhiên xòe tay phải ra, sau đó quét ngang về phía trước, vô số thần lôi mạnh mẽ bùng nổ ra. Những thần lôi này mạnh đến mức đủ để hủy diệt một vũ trụ, phải nói là mỗi một luồng thần lôi đều có thể dễ dàng nghiền nát một vũ trụ. Lúc này, viên đạn pháo kia đã bắn đến. Ầm ầm. Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của kẻ thần bí kia, toàn bộ thần lôi của gã đã bị tiêu diệt sạch, trong lòng gã vô cùng hốt hoảng, vội vàng thôi thúc một chiếc khiên khổng lồ chắn ở trước người. Ầm. Chiếc khiên khổng lồ kia lập tức bị phá nát. Người thần bí bị chấn bay ra khỏi mấy tinh vực. Sau khi dừng lại, gã thấy vô cùng bối rối. Dù thân thể của gã vẫn chưa nát hoàn toàn, nhưng cũng đã nứt toác. Thân thể của gã là kiếp thể đã được tôi rèn qua mấy trăm vạn lần kiếp số đấy. Đầu óc người thần bí lúc này cứ kêu ong ong. Một bên khác, Tần Quan thả ống tròn xuống, nàng ta suy nghĩ một chốc rồi tự nói, vậy mà cũng chưa chết. Ngươi khá lắm. Nói rồi, nàng lại cất vũ khí đi, sau đó nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm, nàng ta nhẹ nhàng ấn một cái nút ở chuôi kiếm. Ầm. Thanh kiếm đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân vang khắp chư thiên vạn giới. Người bí ẩn kia trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu. Tần Quan lắc đầu, không, thanh kiếm này của ta để tiêu tiền thôi, 1 triệu trụ mạch, tương đương với 10.000 tỷ tinh thần mạch. Người thần bí kia gào lên, 1 triệu trụ mạch hả, người đang bốc phét hả? Người biết mất bao lâu mới có 1 trụ mạch hình thành được không? Đừng nói là 1 triệu, cho dù là 10 viên cũng khó mà gom đủ được, người lại còn bảo 1 triệu viên, ngươi. Đúng là hoang đường. Tần Quan mở to mắt nhìn, chắc là do cái nghèo hạn chế tầm nhìn của ngươi đấy. Người thần bí gằn giọng nói, 1 triệu viên, sao ngươi không nói mình có 1 tỷ viên luôn đi? Tần Quan cười hì hì, ê ta có thật đó. Người thần bí. Tần Quan nói tiếp, thôi đừng nói về tiền bạc nữa. Với ta tiền cũng chỉ là một con số mà thôi, ta không có hứng thú gì, dù sao ta cũng tiêu không hết được. Chúng ta đánh nhau đi. Nói rồi, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên phóng lên trời. Xoẹt. Thanh kiếm lập tức xé nát vô số tinh vực, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã chém đến trước mặt người bí ẩn kia. Trong mắt của người bí ẩn kia co rụt lại, gã vội móc ra một chiếc khiên cổ xưa chắn ở trước người, tấm khiên cổ rung lên khi được gã thôi thúc, một luồng khí tức khổng lồ chợt tuôn ra từ trong tấm khiên ấy. Lúc này, kiếm của Tần Quan đã chém đến. Ầm. Tấm khiên kia lập tức nổ tung, sức mạnh to lớn khiến người thần bí bị chấn bay ra khỏi mấy trăm tinh vực, khi gã vừa dừng lại được thì thân thể đã nổ tung. Thân thể bị phá. Vô số thần lôi tuôn ra từ từng mảnh cơ thể của gã như sóng vỡ, khiến vùng sao trời xung quanh lập tức bị xóa sổ. Vùng tinh không này không thể chịu đựng được sức mạnh trong từng mảnh cơ thể của gã. Sau khi người thần bí dừng lại, nhìn từng mảnh thân thể vụn vỡ của mình, gã run giọng nói, cái quái gì vậy? Lúc này đây, cả người gã đã tê dại. Vạn kiếp chi thể của gã đã bị phá nát. Tần Quan đứng ở điểm cuối tinh không xa vô tận đột nhiên nhăn mày lại, người vẫn chưa chết nữa à?
xem ra ta phải dùng át chủ bài mới được. Nói xong, nàng ta lại đưa tay vào trong túi. Người thần bí kia ngu người luôn, vừa nãy vẫn chưa phải là át chủ bài hả? Lúc này, ánh mắt của Tần Quan đột nhiên sáng lên, nàng móc ra một thanh vũ khí kỳ lạ, thanh vũ khí này to bằng lòng bàn tay, trông rất gọn gàng, lấp la lấp lánh như thủy tinh. Người thần bí ở nơi xa thấy thế lập tức xoay người chạy biến đi mất, tốc độ của gã cực kỳ nhanh, trong tích tắc đã biến mất dạng, hơn nữa còn không để sót lại chút khí tức nào. Thấy vậy, Tần Quan không khỏi nhíu mày lại. Chạy rồi. Đối phương chạy mất tiêu rồi. Tần Quan bĩu môi, phí thời gian. Nói xong, nàng ta cất món vũ khí đó đi, sau đó nhìn lướt xung quanh, cuối cùng mới bước tiếp trong vũ trụ vô tận. Chỉ chốc lát, nàng ta đã biến mất khỏi tinh không này. Chấm chấm chấm. Thích tộc. Diệp Huyên và Đạo Lăng lúc này vẫn còn đang đại chiến với cường giả thích tộc. Diệp Huyên lấy một đánh ba, lúc này đây hắn vẫn đang đánh ngang tay với ba cường giả tuế nguyệt cảnh của thích tộc, hai bên không ai làm gì được ai. Bây giờ hai bên đều đang đánh một trận trường kỳ, xem ai không trụ nổi trước, mà trong thích tộc, những cường giả khác không hề nhúng tay vào, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào được, không chỉ không thể mà còn phải né ra xa xa, để tránh bị liên lụy vào. Đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra chuyện. Diệp Huyên ở phía chân trời bỗng xoay người, một khắc sau, một tàn ảnh lẳng lặng xuất hiện. Trong mắt Diệp Huyên đột nhiên co rụt lại, hắn khẽ động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một khiên kiếm chắn ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Khiên kiếm Thanh Huyên rung lên bần bật, cả người lẫn khiên của Diệp Huyên lập tức bị chấn lùi ra ngoài mấy trăm nghìn trượng. Diệp Huyên nhìn về phía xa, bên cạnh Thích Thiển lại có thêm ba người. Ba người này đều là tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, các ngươi xong chưa vậy, còn tuế nguyệt cảnh nào nữa không? Thích Thiển vô cảm hô lên, gọi tổ tiên. Dứt lời, bên trong thích tộc bỗng có một luồng khí tức khủng bố bắn thẳng lên trời cao, đâm xuyên qua vô vàn tầng mây. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khó coi. Thích Thiển nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này đây sắc mặt của lão cũng rất khó coi, lão coi như đã hiểu ra rồi. Hai người Diệp Huyên đến đây không phải để diệt tộc, mà là đang lấy bọn họ ra để luyện tập. Diệp Huyên và Đạo Lăng đều vừa mới đột phá đến tuế nguyệt cảnh, lúc này bọn họ đều khao khát được chiến đấu, chiến càng mạnh, họ càng thấy vui. Hai người đang củng cố cảnh giới của mình. Thích Thiển hiểu rõ, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải giết chết hai người này, không từ thủ đoạn nào. Ở phía bên kia, Đạo Lăng xuất hiện cạnh Diệp Huyên, y nhìn phía xa rồi nói, Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Bọn họ càng đánh càng đánh càng gọi thêm nhiều người. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, chạy. Đạo Lăng ngây người, sau đó hỏi, chạy á hả? Diệp Huyên gật đầu, cao thủ so chiêu phải biết điểm dừng, chúng ta phát tiết vậy là được rồi, lần sau lại đến. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất ở phía cuối chân trời. Đạo Lăng đứng ngơ tại chỗ. Chạy. Tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Sau một thoáng ngây người, Đạo Lăng cũng biến mất theo. Diệp Huyên đã chạy rồi, y còn ở lại thì chỉ còn nước bị đánh vỡ đầu. Có cường giả thích tộc bên Thích Thiển muốn đuổi theo nhưng bị ngăn lại. Lão lắc đầu, chúng ta không làm gì được chúng. Cường giả kia im lặng. Đúng như lời Thích Thiển nói, bọn họ đã không làm gì được Diệp Huyên và Đạo Lăng nữa. Lấy thực lực của họ, nếu không đánh mà chỉ trốn thì có thêm vài cường giả tuế nguyệt cảnh nữa cũng không làm được gì. Một vài cường giả thích tộc buông tiếng thở dài. Sự việc lần này đã trực tiếp hủy diệt thích tộc. Thích Nguyên tử trận, Thích Thiên bỏ đi, cả tộc rơi vào tình huống tồi tệ. Một cường giả thích tộc lên tiếng, chúng ta phải làm gì? Thích Thiển im lặng một hồi rồi nói, phải làm hai việc. Thứ nhất, tìm Thích Thiên trở lại. Thứ hai, loan truyền tin về thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Một cường giả thích tộc vội nói, hay, ta không tin không có ai động lòng với món thần khí ấy, chắc chắn sẽ có người đến tìm hắn, như vậy có thể kéo dài thời gian cho thích tộc chúng ta. Thích Thiển thì thầm, hy vọng thích tộc ta có thể vượt qua hiểm họa lần này. Thực lực và thiên phú hiện tại của Diệp Huyên và Đạo Lăng quá mức kinh khủng,
nếu cả hai tiếp tục trưởng thành. Không dám nghĩ nữa. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đang chạy thì dừng bước, hắn quay đầu lại, rồi phải nhíu mày khi nhận ra Thích Tộc không đuổi theo. Đạo Lăng bên cạnh hắn nói, huynh đang tự hỏi vì sao không có ai đuổi theo à? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng cười tâu, ta cũng chẳng biết. Diệp Huyên đen mặt, không biết thì im dùm. Đạo Lăng cười ha hả. Lúc này, có một cô gái xuất hiện trước mặt họ Chu U. Nàng ấy khẽ mỉm cười, Diệp công tử, Đạo công tử. Diệp Huyên hỏi, Chu tộc sao? Chu U gật đầu, ta tên Chu U, là bạn của Tần Quan cô nương. Tần Quan. Diệp Huyên khẽ ngẩn ra, đoạn cười, Chu U cô nương đã là bạn của Tần Quan thì cũng là bạn của ta. Bạn tốt, ha ha. Chu U thoáng sửng sốt rồi cười, Tần Quan nói Diệp Huynh là một người thú vị, quả nhiên đúng vậy, ha ha. Diệp Huyên, cô nương đến tìm chúng ta hẳn là có chuyện. Chu U gật đầu, tìm chỗ khác nói chứ. Diệp Huyên, được. Ba người biến mất tại chỗ. Dưới sự hướng dẫn của Chu U, Diệp Huyên và Đạo Lăng đến Chu tộc. Chu U cười, Chu tộc ngụ tại Chu Thiên Giới, cũng chính là tên của Vũ Trụ Châu Thiên. Diệp Huyên nhìn sang, Vũ Trụ Châu Thiên có tên này là vì Chu tộc. Châu đồng âm với Chu. Chu U gật đầu, tổ tiên năm xưa khi đến đây đã khai sáng văn minh võ đạo, vũ trụ này muốn tưởng niệm ông nên đã đổi tên thành Châu Thiên, cũng là tên của ông ấy. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, còn Vũ Trụ Quan Huyên, Huyên này là tên công tử. Diệp Huyên gật đầu, phải. Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh đã cống hiến gì cho vũ trụ ấy sao? Diệp Huyên lạnh nhạt, liên quan gì đến Huynh à? Đạo Lăng cười, tò mò nên hỏi thôi. Diệp Huyên lãnh đạm nói, cống hiến cực lớn. Đạo Lăng nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Chu U cũng nhìn sang nhưng không hỏi gì. Một người con gái thông minh sẽ biết khi nào nên nói, khi nào không. Ba người đi đến một vườn hoa nọ, Chu U vươn tay, mời ngồi. Hai người kia cũng không khách khí gì mà ngồi xuống. Chu U an tọa, đưa tách trà trước mặt lên hớp một ngụm nhỏ. Nói, ta vừa được tin Thích Thiên đã loan tin về thanh thần kiếm của Diệp công tử, hiện toàn vũ trụ Châu Thiên đều biết ngươi sở hữu một thanh kiếm có thể nâng cao cảnh giới đến trên tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyên cười, sẽ có người đến tìm ta sao? Chu U suy nghĩ một chút, bình thường thì sẽ không, bởi vì những gì hai vị làm ở Thích tộc cũng đã được truyền ra, người thường căn bản không dám đến tìm. Diệp Huyên gật gù, nên chỉ có cường giả cao cấp đúng không? Chu U gật đầu, chính xác. Diệp Huyên cau mày, vũ trụ Châu Thiên này trừ Chu tộc ra còn có siêu thế lực nào khác không? Chu U lắc đầu, không, nhưng có tán tu mạnh. Diệp Huyên, ta hiểu. Chu U vươn tay, để hai quyển trục bay đến trước mặt hai người, trong đây là thông tin về các tán tu mạnh mẽ ở vũ trụ Châu Thiên. Diệp công tử, tuyệt đối không thể xem thường họ, nhưng với thực lực của hai vị, hẳn sẽ không có ai ở vũ trụ Châu Thiên có thể một mình giết chết. Đạo Lăng cười nói, dĩ nhiên rồi, bọn ta đã đến tuế nguyệt cảnh thì ai giết được đây? Không hề tồn tại. Diệp Huyên xen vào, người quên chuyện trước kia rồi à? Đạo Lăng im bặt. Muội muội của Diệp Huyên. Sắc mặt y trở nên có chút khó coi. Chu U hỏi, trông đạo công tử không được khỏe, có chuyện gì sao? Đạo Lăng vội lắc đầu. Không có gì, hơi khó thở thôi. Chu U. Diệp Huyên hỏi, Chu U cô nương đã là bạn của Tần Quan cô nương thì cũng là người phe ta, nếu vậy thì ta có việc cần nhờ cô. Cô không ngại chứ? Chu U ngạc nhiên. Diệp Huyên nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, không thành vấn đề chứ? Chu U do dự trước khi trả lời, đương nhiên. Diệp Huyên vội nói, là thế này, ta muốn xin chút trụ mạch. Không nhiều lắm đâu. Tầm mấy chục nghìn là được. Trụ mạch. Sau khi đạt đến tuế nguyệt cảnh, hắn nhận ra tinh thần mạch đã không còn bao nhiêu tác dụng. Phải tìm trụ mạch. Những lời này của hắn khiến sắc mặt Chu U cứng đờ. Đạo Lăng chần chừ, cuối cùng cũng không dám mở miệng. Y cũng rất muốn xin chút trụ mạch vì tinh thần mạch đã không còn hiệu quả, nhưng vừa gặp đã mở miệng xin xỏ như cái tên này thì đúng là mặt mũi vứt xuống mương. Chu U cười khổ, Diệp công tử, mấy nghìn trụ mạch. Quá nhiều. Diệp Huyên chớp mắt, nhiều á.
Chu U gật đầu, rất nhiều. Không dám giấu gì, Chu tộc ta hiện nay chỉ có chưa đến 200.000. Diệp Huyên cau mày, sao ít vậy? Ta nhớ Tần Quan nói nàng có tận mấy triệu lận. Chu U cười đắng chát, Tần Quan cô nương, không so với nàng được. Tiên bảo các của nàng ta hoạt động khắp chư thiên vạn giới, bản thân nàng lại sáng tạo cảnh giới. Ngươi có biết người nơi này làm cách nào để đạt đến tuế nguyệt cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu. Chu U cười, vì khi ấy Tần Quan cô nương đến buôn bán, nói chỉ cần nộp 200.000 trụ mạch là sẽ đưa phương pháp tu luyện cho mọi người. Diệp Huyên cau mày, không đúng. Tần Quan nói hệ thống tu luyện là tạo phúc cho vũ trụ, sẽ không thu lệ phí. Chu U gật đầu, ta biết nàng ta nói sẽ không bóc lột dân chúng, nhưng nàng ta cũng nói chúng ta không phải dân chúng mà là tư bản. Diệp Huyên. Đạo Lăng cau mày, tư bản là gì? Chu U lắc đầu, ta không rõ, nhưng đại ý là không phải người nghèo. Theo ta biết, Tần Quan cô nương đã bán cảnh giới này cho rất nhiều vũ trụ, vô số đại lão cao cấp đều bị nàng ta bòn tiền. Diệp Huyên im lặng, cô nương ấy kiếm tiền kinh thật. Chỉ bán cảnh giới thôi cũng đã kiếm được bộn tiền rồi. Chu U, ta có thể đưa cho Diệp công tử 20.000 trụ mạch, đó là toàn bộ gia sản tích cóp riêng của ta. Nàng ấy đặt một chiếc nhẫn chứa đổ xuống trước mặt hắn. Diệp Huyên nghiêm mặt, sao ta có thể không biết liêm sỉ chứ? Chu U đang toan mở miệng thì hắn đã nhặt nhẫn lên, ôm quyền, đa tạ cô nương. Chu U cười, ta có thể mượn kiếm của Diệp công tử một chốc không? Đây là điều kiện trao đổi. Diệp Huyên, đương nhiên. Hắn đưa kiếm sang. Chu U nhận lấy quan sát, một hồi sau nói với vẻ phức tạp, kiếm tốt. Nàng ấy trả kiếm cho Diệp Huyên. Đạo Lăng nhìn Chu U, lưỡng lự một hồi rồi nói, Chu U cô nương. Cô và Tần Quan cô nương là bạn, Tần Quan cô nương là bạn của Diệp Huynh là bạn ta, vậy chúng ta cũng. Chu U nhún vai, ta hết thật rồi đạo công tử à. Đạo Lăng cứng ngắc. Diệp Huyên hỏi, cô nương, thích tộc có còn cường giả nào khác không? Chu U gật đầu, có một người phải cẩn thận đề phòng. Vì người này mà thích tộc và Chu tộc cho đến giờ không xảy ra mâu thuẫn, bằng không. Nàng ấy dừng lại. Diệp Huyên cau mày, ai? Chu U hạ giọng, Thích Lan Tín. Nhờ có người này mà thích tộc mới quật khởi nhanh chóng đến vậy. Đó là tộc trưởng đời trước của thích tộc, nếu Thích Thiên không xuất hiện thì ông ta đã là người yêu nghiệt nhất thích tộc. Diệp Huyên, tộc trưởng đời trước của thích tộc, còn sống sao? Chu U gật đầu, chắc chắn còn. Nhưng có còn ở vũ trụ châu thiên không thì ta không biết. Diệp Huyên, Chu tộc mà cũng không biết. Chu U, đã từng điều tra, không có kết quả. Diệp Huyên im lặng. Chu U tiếp tục, ngoài ra thì thích tộc còn một con bài tẩy khác, chính là linh hồn tổ tiên do tộc trưởng đời thứ nhất để lại. Thích tộc không ngừng âm thầm bồi dưỡng nó, đến nay đã đạt đến tuế nguyệt cảnh, không thể khinh thường. Diệp Huyên im lặng. Đạo Lăng do dự một hồi rồi hỏi, Diệp Huynh thấy chúng ta có còn cần diệt thích tộc không? Chu U nhìn y. Một hồi sau, Diệp Huyên cười, diệt. Hắn nhìn Đạo Lăng, hai ta cùng diệt. Đạo Lăng, chỉ có hai ta. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng do dự, hay là, bỏ qua cho họ đi. Diệt tộc, thấy tàn nhẫn quá. Diệp Huyên im lặng. Bỏ qua cho thích tộc ư. Không đời nào. An Lan Tú suýt nữa đã bỏ mạng trong tay họ. Hắn đứng dậy rời đi. Hai người kia sửng sốt, Chu U vội hỏi, Diệp công tử đi đâu? Diệp Huyên, diệt thích tộc. Chu U. Đạo Lăng do dự một hồi rồi đứng dậy đi theo. Diệp Huyên nhìn y, chúng ta không có phần thắng, lần này ta không gạt huynh. Đạo Lăng, ta chỉ có một yêu cầu. Diệp Huyên cau mày, là gì? Đạo Lăng nghiêm túc nói, đánh thì đánh, nhưng đừng bán ta nữa. Diệp Huyên. Mấy hành động vô liêm sỉ của Diệp Huyên đã thật sự khiến Đạo Lăng phát sợ trong lòng. Diệp Huyên chỉ cười ha hả, đi thôi. Hai người rậm rời đi. Bỗng nghe Chu U lên tiếng, Diệp công tử thật sự muốn đi diệt thích tộc sao? Diệp Huyên gật đầu. Chu U trần trừ, thứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực của hai người hiện nay. Tiêu diệt thích tộc e rằng sẽ không dễ dàng. Diệp Huyên cười, không sao cả, cứ từ từ mà làm. Một ngày không được thì 10 ngày,
10 ngày không được thì 10 năm, rồi sẽ có ngày làm thịt hết bọn chúng. Sau đó hắn và Đạo Lăng biến mất ở chân trời. Để lại Chu U lẳng lặng tại chỗ. Thích tộc này thật là, tự dưng lại trêu vào hai người này. Đứng trước sự trả thù điên cuồng của hai thiên tài như Diệp Huyên và Đạo Lăng, ngay cả Chu tộc cũng phải nhức đầu chứ đừng nói thích tộc. Đánh không lại thì chạy, tu luyện mấy ngày xong quay lại đánh, chơi kiểu này ai theo được. Một hồi sau, Chu U lắc đầu, xoay người rời đi. Hai người kia trả thù thích tộc như vậy là chuyện tốt với Chu tộc. Mặc kệ người chiến thắng là ai, Chu tộc chỉ cần án binh bất động quan sát, cũng có thể làm ngư ông đắc lợi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên và Đạo Lăng dừng bước trong tinh không. Diệp Huyên đưa Đạo Lăng vào tiểu tháp. Hai người ngồi đối diện nhau. Trao đổi kinh nghiệm chiến đấu và mạch suy nghĩ. Diệp Huyên hỏi, huynh có cảm giác gì sau khi đánh thích tộc? Đạo Lăng trầm ngâm một hồi, nói, dòng sông Tuế Nguyệt chính là mấu chốt. Diệp Huyên gật gù, giống ta. Tuế Nguyệt cảnh. Mấu chốt của nó nằm ở Tuế Nguyệt chi lực ư? Không. Cũng như dòng sông thời gian, nó nằm ở dòng sông Tuế Nguyệt. Hai người họ đã có thể chạm đến dòng sông này, cũng chính là ngọn nguồn sức mạnh của cường giả Tuế Nguyệt cảnh, là nơi để họ rút Tuế Nguyệt chi lực ra sử dụng. Đạo Lăng nói, cường giả Tuế Nguyệt cảnh mạnh hay yếu được quyết định bởi lượng Tuế Nguyệt chi lực người đó có thể rút ra từ dòng sông Tuế Nguyệt. Nhưng trước mắt, dòng sông này với chúng ta vẫn còn có chút xa lạ. Xa lạ. Diệp Huyên gật đầu. Tuy cả hai đã đạt đến Tuế Nguyệt cảnh nhưng Tuế Nguyệt chi lực họ sử dụng là những gì tràn ra từ dòng sông Tuế Nguyệt chứ không trực tiếp lấy từ nó ra. Đạo Lăng lại nói, ta nghĩ dòng sông Tuế Nguyệt này giống như đại dương. Người tu luyện là tôm cá bơi trong nó. Nếu chúng ta có thể bước vào biển thì có thể mặc sức lấy Tuế Nguyệt chi lực. Hai người nhìn nhau, một khắc sau rời khỏi tiểu tháp, đi đến một vùng tinh không khác. Bọn họ nhắm mắt lại, bắt đầu thử dùng Tuế Nguyệt chi lực để cảm nhận dòng sông Tuế Nguyệt. Chỉ trong chốc lát, họ đã thành công, nhưng cũng kinh hãi phát hiện dòng sông đang tản ra một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ, ngay cả họ cũng không dám đến gần. Tuế Nguyệt chi lực. Đó chính là thứ mà dòng sông Tuế Nguyệt đang tỏa ra. Cõi lòng hai người chấn động. Mạnh quá. Tuế Nguyệt chi lực mà dòng sông Tuế Nguyệt tản ra quá mức kinh khủng, mạnh hơn Tuế Nguyệt chi lực của họ không biết bao nhiêu lần. Hai người nhìn nhau, thấy rõ vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Đạo Lăng cười khổ, xem ra chúng ta phải hấp thụ Tuế Nguyệt chi lực của dòng sông Tuế Nguyệt từng chút một, đợi khi nào đủ mạnh mới có thể thử bước vào đó. Muốn làm vậy, ít nhất cần cả trăm năm. Diệp Huyên hỏi lại, trăm năm. Đạo Lăng gật đầu. Diệp Huyên lại lắc đầu, ôm choàng vai Đạo Lăng rồi biến mất. Chỉ một chốc sau, cả hai đã vượt qua Tuế Nguyệt chi lực khủng khiếp kia mà bước vào dòng sông Tuế Nguyệt. Đạo Lăng ngây ra như phỗng. Nhìn sang Diệp Huyên, run giọng hỏi, Diệp Huynh, đây là... Ánh mắt y nhìn sang kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Là nhờ thanh kiếm này đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt, không, là nhờ ta. Đạo Lăng đen mặt, Diệp Huynh đừng nói thế, ta có mù đâu. Diệp Huyên. Đạo Lăng lại nhìn thanh kiếm, thấp giọng thở dài, người thường muốn tiến vào dòng sông Tuế Nguyệt thì khó như lên trời, nhưng Diệp Huynh lại có thể tùy tiện làm được. Quá đáng thật đấy. Diệp Huyên đang định mở miệng thì nghe y cười, nhưng ta thích, ha ha. Diệp Huyên. Đạo Lăng phóng mắt nhìn bốn bề, y và Diệp Huyên đã đi vào sâu trong dòng sông Tuế Nguyệt, phát hiện ra nơi này quả thật là vô biên vô tận, chứa đựng Tuế Nguyệt chi lực chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh khủng. Quá mức kinh khủng. Tuế Nguyệt chi lực mà bọn họ tu luyện được căn bản không đáng đem ra so sánh cùng với Tuế Nguyệt chi lực ở đây. Diệp Huyên vươn tay phải, nhẹ nhàng quét ngang vô số Tuế Nguyệt chi lực. Hắn cũng có chút chấn động trước sự khủng khiếp của chúng. Tuế Nguyệt. Sau khi thời gian trôi qua, còn lại chính là Tuế Nguyệt lắng đọng lại không biết bao nhiêu tỷ năm. Đạo Lăng bỗng chỉ về phương xa, Diệp Huynh xem kìa. Diệp Huyên nhìn theo, chỉ thấy một vài cái bóng mờ trong dòng sông Tuế Nguyệt đang trôi về phía xa. Hắn nhíu mày, đó là gì? Đạo Lăng lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói chúng ta qua đó xem. Đạo Lăng gật đầu, được. Nhưng y chôn chân tại chỗ.
Diệp Huyên nhìn y không nói gì. Diệp Huyên cạn lời, đi đi chứ. Đạo Lăng gật đầu, được. Nhưng vẫn đứng im. Diệp Huyên. Giọng Tiểu Tháp chợt vang lên, hai người tốt xấu gì cũng đến Tuế Nguyệt cảnh rồi, là những cường giả mạnh nhất thiên địa này mà còn nhát thế á. Đạo Lăng bèn lắc đầu, phải biết khiêm tốn chứ. Trước khi đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, y cho rằng cảnh giới này lợi hại vô cùng, sau khi đạt đến rồi, y nhận ra mình vẫn còn rất yếu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở thanh kiếm của muội muội Diệp Huyên. Nó khiến y hoài nghi nhân sinh luôn. Một chút kiêu ngạo vừa chớm nở trong lòng đã bị dập nát. Diệp Huyên nói, mấy cái bóng mờ kia trông lạ quá. Đạo Lăng nhìn sang, chân mày cau lại. Diệp Huyên, đi. Hắn biến mất tại chỗ. Đạo Lăng vội đuổi theo. Hai người nhanh chóng đi đến trước bóng mờ ấy, thấy nó dần ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên. Nhưng cả hai lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì từ ông ta. Người đàn ông nhấc chân, chậm rãi đi về phương xa với vẻ mặt điềm tĩnh. Diệp Huyên hạ giọng, ông ta là người của quá khứ, đây chỉ là hình chiếu ông ta để lại dòng sông Tuế Nguyệt mà thôi. Người quá khứ. Đạo Lăng cau mày, làm sao huynh biết? Diệp Huyên, đoán. Đạo Lăng. Đúng lúc này, người đàn ông kia dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ. Cả hai khẽ biến sắc. Đạo Lăng vội nói, Diệp Huynh, ông ta nhìn chúng ta kìa. Diệp Huyên, ông ta ở quá khứ, nhìn chúng ta ở hiện tại. Người đàn ông bỗng cười lên, thú vị. Diệp Huyên hỏi, ta nói có đúng không, tiền bối? Người đàn ông cười, đúng vậy, các ngươi đang nhìn thấy chính là ta của rất lâu trước kia. Đạo Lăng tò mò, là bao lâu? Người đàn ông mỉm cười, hẳn là mấy chục tỷ năm trước. Đạo Lăng. Người đàn ông quan sát cả hai một hồi rồi nói, hai người rất ưu tú, nhưng bình thường sẽ không có cách nào vào được dòng sông Tuế Nguyệt. Ánh mắt ông ta rơi xuống kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Khi nhìn thấy nó, ông ta nheo mắt lại, sau đó đồng tử rụt lại, đây là... Diệp Huyên do dự một hồi rồi đưa kiếm đến gần ông ta. Người đàn ông quan sát nó một hồi, ánh mắt trở nên mờ mịt, một hồi sau thì cười khổ kinh khủng thật sự. Diệp Huyên, sao vậy? Người đàn ông nhìn hắn, tiểu hữu không đơn giản chút nào, có được một cường giả tuyệt thế làm người hộ đạo, đúng là khiến người khác ghen tị. Ông ta thoáng dừng lại rồi hỏi, người tạo ra nó là một Tuế Nguyệt Tiên đúng không? Diệp Huyên cau mày, Tuế Nguyệt Tiên. Người đàn ông kinh ngạc ra mặt, ngươi không biết. Diệp Huyên gật đầu, phải. Người đàn ông cười, bước qua hồng trần Tuế Nguyệt này chính là tiên, Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt không dính thân, Tuế Nguyệt vô tận, thọ nguyên vô tận. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông hỏi, người tạo ra thanh kiếm này đã truyền Tuế Nguyệt chi lực vào nó, lại áp chế lưu thể chi lực của Tuế Nguyệt. Điều này có nghĩa là người ấy đã vượt qua Tuế Nguyệt chi lực, hẳn chỉ có Tuế Nguyệt Tiên mới làm được. Diệp Huyên lại lắc đầu, nàng không phải Tuế Nguyệt Tiên. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông, vậy sao? Diệp Huyên gật đầu, vì nàng không tu cảnh giới. Người đàn ông im lặng một hồi rồi nói, không đúng. Diệp Huyên nhìn lên, nghe ông ta nói, cảnh giới chỉ là một tên gọi mà thôi. Không tu cảnh giới tức là đã thoát khỏi trói buộc này, tức là phá vòng. Diệp Huyên nhíu mày, phá vòng. Người đàn ông cười, cả đời chúng ta đều đang không ngừng phá vòng mà. Vòng là gì? Là các loại quy tắc hạn chế ràng buộc. Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi nói, ta cũng từng phá rất nhiều vòng. Người đàn ông chỉ lắc đầu cười. Diệp Huyên hơi thi lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Người đàn ông cười, ngay cả Tuế Nguyệt Tiên vẫn còn đang ở trong vòng. Chừng nào chưa thoát khỏi số mệnh và nhân quả, thời không và vũ trụ, Tuế Nguyệt và luân hồi, vận khí và càn khôn. Khi ấy vĩnh viễn vẫn ở trong vòng. Diệp Huyên nhíu mày, vậy phải làm sao để thoát khỏi? Người đàn ông bất đắc dĩ, ta mà biết thì còn ở đây nói chuyện với ngươi làm gì? Bộ vui lắm chắc. Diệp Huyên. Người đàn ông bỗng hỏi, tiểu hữu có thể cho ta mượn thanh kiếm được không? Diệp Huyên cười, đương nhiên. Hắn đưa kiếm sang, ông ta nhận lấy, một khắc sau thì biến mất tăm. Diệp Huyên và Đạo Lăng ngẩn ra. Hai người nhìn nhau, đồng thời thốt lên, cái đậu má.
chạy rồi. Đậu má mình bị người khác lừa ư? Diệp Huyên như tan vỡ. Diệp Huyên và Đạo Lăng đều ngây ra như phỗng. Chạy thật rồi kìa. Sao lại thế được? Má! Chẳng ai lại ngờ rằng một người trông đạo mạo đến thế lại bày trò lừa gạt. Bôi bác vãi. Nhưng cả hai cũng sinh lòng hoài nghi. Không phải tay này đã chết lâu rồi ư? Vì sao lại có thể lấy cắp thanh kiếm của hiện tại? Nhưng họ cũng không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì khi kiếm Thanh Huyên bị lấy đi, cả hai không thể nào chống cự lại tuế nguyệt chi lực kéo đến từ bốn phía như muốn hủy diệt họ. Bèn vội vã rời khỏi dòng sông tuế nguyệt. Thoát được rồi, thân thể cả hai cũng đã mục nát hết cả. Bọn họ toát hết cả mồ hôi lạnh. Suýt nữa là xong đời rồi. Đạo Lăng gằn giọng, không có võ đức, chơi trò hèn hạ. Vô liêm sỉ, khốn nạn. Sắc mặt Diệp Huyên cũng xấu xí vô cùng. Mẹ nó chứ. Hắn không ngờ đối phương lại chơi trò mắc dịch đến vậy. Thứ quái gì thế? Sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như thế được? Đạo Lăng hỏi, phải làm sao đây Diệp Huynh? Diệp Huyên nghĩ ngợi, để ta xem thử. Hắn nói xong thì nhắm mắt lại. Cảm nhận kiếm Thanh Huyên. Một hồi sau, sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn khi hoàn toàn không cảm nhận được gì, có lẽ là vì khoảng cách quá xa. Diệp Huyên xa sầm mặt. Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh có biện pháp gì không? Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta không đánh lại lão đều đó. Ông ta có thể tự do qua lại trong dòng sông Tuế Nguyệt, chứng tỏ thực lực đã vô cùng kinh khủng. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, phải tìm người hỗ trợ. Đạo Lăng, ai mới được? Diệp Huyên hạ giọng, Tần Quan cô nương. Hắn không muốn đi tìm Thanh Nhi lắm. Bởi loại chuyện này mà nhờ vả nàng thì có chút áy náy, hơn nữa nếu nàng ra mặt thì không dễ thu dọn kết cục. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra rồi khởi động nó, lệnh bài run lên, sau đó thời không trước mặt hắn nứt ra, để một ông lão bước ra. Chính là ông lão đeo mặt nạ kia. Ông lão hỏi, Diệp công tử, có chuyện gì không? Ông ta có phần sợ hãi Diệp Huyên, bởi một vài chuyện hắn từng làm quả thật không giống người chút nào. Diệp Huyên mỉm cười, ta muốn nói chuyện với Tần Quan cô nương. Ông lão đeo mặt nạ suy nghĩ một hồi rồi nói, được. Ông ta vươn tay để một chùm sáng trắng bay lên, một màn ảnh nhanh chóng xuất hiện ở chân trời, hình ảnh mờ mờ bên trong dần ngưng tụ lại thành Tần Quan. Nàng ta đang đứng trên một hòn đảo không rõ tên, đối diện là một ông lão đang ngồi, bên cạnh ông lão còn có một cô gái, chính là người cầm lưỡi hái trước kia. Bọn họ dường như đang thảo luận điều gì. Bỗng Tần Quan quay đầu lại, khi nhìn thấy Diệp Huyên thì thoáng ngẩn ra rồi cười hỏi, Diệp công tử, có chuyện gì không? Cô gái cầm lưỡi hái và ông lão đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta có một việc muốn nhờ Tần Quan cô nương giúp đỡ. Tần Quan cười, việc gì? Diệp Huyên kể rõ lại chuyện vừa phát sinh. Tần Quan nghe xong. Chân mày khẽ cao lại, bên trong dòng sông Tuế Nguyệt. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan nghĩ ngợi một hồi rồi nói, hẳn là hành giả Tuế Nguyệt. Diệp Huyên cau mày, hành giả Tuế Nguyệt. Tần Quan gật đầu, những người tu hành từ thời cổ xưa, chuyên đi lại trong Tuế Nguyệt. Họ tuy không phải Tuế Nguyệt cảnh nhưng đã nắm giữ được Tuế Nguyệt chi lực, thuộc về một trong những người tu hành đầu tiên. Họ cũng không chú trọng cảnh giới mà chỉ đặc biệt nghiên cứu dòng sông Tuế Nguyệt. Phàm là người vượt được sang bờ bên kia sẽ được gọi là Tuế Nguyệt Tiên. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có biết người nọ trông ra sao không? Diệp Huyên gật đầu rồi vung tay lên, để hình ảnh người đàn ông kia xuất hiện. Tần Quan nhìn ông ta một cái, đợi ta một chút. Nàng ta quay sang cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia, ta có chút việc phải làm, các người đợi ta một chút được chứ? Cô gái mỉm cười, Tần Quan các chủ cần giúp đỡ không? Ta có thể hỗ trợ đánh nhau, miễn phí. Tần Quan nghĩ ngợi một hồi, nói, được. Nàng ta vươn tay, gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt cô gái kia, bên trong là chừng 300.000 trụ mạch. 300.000, trụ mạch. Cô gái kia khẽ nheo mắt, vội thu nhẫn vào, đa tạ các chủ. Ông lão ngồi cạnh chợt vỗ bàn, thật là sắc sược. Lại dám ức hiếp bạn bè của Tần các chủ. Các chủ, ta cũng sẽ giúp cô miễn phí.
cũng sẵn sàng chiến đấu vì cô đến hơi thở cuối cùng. Tần Quan mỉm cười, cảm ơn. Nàng ta đẩy chiếc nhẫn thứ hai đến cho ông ta. Cũng là 300.000 trụ mạch. Ông lão kích động thu vào. Cường giả như họ cần trụ mạch như người thường cần không khí để thở vậy, tuyệt đối không thể thiếu được. Nhưng muốn tìm được trụ mạch lại quá khó khăn. Mỗi một cái hình thành đại diện cho một vũ trụ, vì vậy để có được nó, bọn họ phải không ngừng bôn ba. Tần Quan nói, chúng ta đi thôi. Ba người biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trước mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng. Tần Quan cười, đi tìm tên đó thôi. Nàng ta đưa hai người tiến vào dòng sông Tuế Nguyệt, một đồ án hình thái cực xuất hiện dưới chân Đạo Lăng và Diệp Huyên, giúp họ không còn bị ảnh hưởng bởi Tuế Nguyệt chi lực từ bốn phía nữa. Ông lão và cô gái kia cũng không bị. Dưới sự hướng dẫn của Tần Quan, bọn họ đi về phía xa. Diệp Huyên tò mò hỏi, Tần Quan à, dưới chân chúng ta là hình gì vậy? Tần Quan, vòng thái cực. Diệp Huyên nhíu mày, vòng thái cực. Tần Quan gật đầu, do ta tự nghĩ ra, trước mắt sở hữu khả năng phòng ngự xếp thứ hai vũ trụ bao la này. Đạo Lăng bỗng hỏi, vậy xếp thứ nhất là gì? Tần Quan cười, thân xác của nhị nha từ hệ ngân hà, không ai có thể phá trừ tam kiếm. Cho dù là họ, cô bé cũng có thể ăn trọn một kiếm mà không chết. Đạo Lăng, tam kiếm là gì? Tần Quan hất mắt sang Diệp Huyên, cha, đại ca và muội muội của hắn. Diệp Huyên. Đạo Lăng đờ ra như tượng, yết hầu lên xuống một hồi mới run rẩy hỏi, Diệp Huynh. Huynh là, con ông cháu cha hả? Diệp Huyên lạnh lùng phán, không. Đạo Lăng. Tần Quan bỗng cười, tốc độ của Diệp công tử nhanh hơn ta tưởng nhiều, chưa bao lâu mà đã tiếp xúc được đến dòng sông Tuế Nguyệt rồi, rất tốt đấy. Diệp Huyên, gần đây Tần Quan cô nương đang bận bịu gì sao? Tần Quan chớp mắt, làm một vài chuyện, nhưng không tiện tiết lộ. Diệp Huyên. Cô gái cầm lưỡi hái bỗng lên tiếng, Tần các chủ, cẩn thận chút. Tần Quan nhìn sang, nghe nàng ấy nói, những người tu hành Tuế Nguyệt này không đơn giản, khí tức cũng quái lạ vô cùng. Tần Quan cười, không sao, chúng ta tiên lễ hậu binh. Cô gái cầm lưỡi hái nhìn nàng ta một cái rồi gật đầu. Một hồi sau, mọi người nhìn thấy một tòa thành cổ ở xa. Diệp Huyên nhíu mày, ở đây mà cũng có thành Quách Hư. Tần Quan cười, dòng sông Tuế Nguyệt tương đương với một vũ trụ mà, lại không phải chỗ nào cũng có Tuế Nguyệt chi lực dồi dào, đó chính là những nơi có thể dựng thành Quách. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Mọi người đi đến trước cổng thành thì thấy một lão già mặc áo bào màu xám cho xuất hiện. Lão ta hỏi, việc gì? Tần Quan cười, đến tìm người. Lão già lạnh lùng đáp, ở đây không có người các hạ muốn tìm. Diệp Huyên kéo tay áo Tần Quan, bọn họ không biết cô ư. Tần Quan liếc hắn, ta kín tiếng lắm. Diệp Huyên. Tần Quan cười với lão già, người của các ngươi lấy mất kiếm của bạn ta. Việc này ta đứng ra làm chủ, người bảo tên kia trả lại đồ rồi xin lỗi là được. Lão già, không muốn chết thì cút. Nào ngờ Tần Quan rút súng ra bóp cò. Uỳnh. Một chùm sáng trắng bắn ra. Đồng tử lão già kia rụt lại, vội vàng nâng tay lên đỡ. Ầm. Chùm sáng trắng nổ tung. Lão già kia vừa lui lại thì cảm nhận được thân xác mình đang vỡ ra từng chút, đến khi lùi lại dưới chân tường thành thì đã hoàn toàn nát vụn. Đã vậy, linh hồn lão ta còn mờ căm. Một phát súng suýt nữa đã cho lão về chầu trời. Ít hầu cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia di chuyển, trong mắt đầy chấn động. Má ơi! Tần các chủ khủng khiếp quá! Người kia là người tu hành Tuế Nguyệt. Vậy mà suýt nữa bị bắn chết. Lão già kia cũng đang hốt hoảng không thôi. Thân xác lão vỡ rồi ư. Tần Quan lạnh nhạt lên tiếng, lão già, nói chuyện thì lịch sự xíu đi. Lão già. Tần Quan lại giương súng nhắm vào lão, người kia ở đâu? Gọi ra đây. Lão già vội hỏi, các hạ đang nói ai? Thấy Tần Quan quay lại nhìn mình, Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi hỏi, cô không ngưng tụ hình chiếu ra được sao? Tần Quan quắc mắt, đã nói bao lần rồi, ta không tu luyện, không có tí sức mạnh nào cả. Những người khác nghe vậy thì thiếu điều suy sụp. Đậu con mẹ nó.
không tu luyện, vậy mà còn kinh khủng hơn có tu luyện. Diệp Huyên cũng không biết phải nói gì, đành vung tay để dung mạo người đàn ông trung niên kia xuất hiện. Lão già kia nhìn thấy hình ảnh thì ngẩn ra, chư vị. Trong thành chúng ta không có người này. Tần quan nhíu mày, không có trong thành ư. Lão già gật đầu lia lịa, đúng vậy. Gã ở Tuế Nguyệt Thành, cách nơi này một đoạn cơ. Tần quan liếc nhìn lão ta đầy bất mãn rồi thu súng về, không có ở đây thì ngươi hùng hổ cái gì. Lão già trần trừ run rẩy nói, ai biết cô lợi hại vậy đâu. Mọi người, lão già cũng không khỏi thấy bực bội trong lòng. Lão ta không ngờ cô gái trước mặt này lại kinh khủng đến độ có thể khiến lão suýt mất mạng trong một chiêu. Lão dù gì cũng là hành giả Tuế Nguyệt cơ mà. Nhưng khi đứng trước chiêu thức kia lại không hề có khả năng chống cự. Quá mức kinh khủng. Tần quan chợt vươn tay, để một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt lão già. Lão ta nhìn nó rồi sửng sốt. Bên trong chứa gần 10.000 trụ mạch. Lão già nhìn tần quan, đây là... Diệp Huyên trợn mắt, giúp chúng ta tìm tên đó, thêm 100.000. Lão già run rẩy hỏi lại, thật không? Tần quan gật đầu, thật. Lão già vội vã nói, để lão phu dẫn các vị đi. Lão vội thu nhẫn vào rồi đưa cả nhóm đi về phía Tuế Nguyệt Thành. Diệp Huyên và Đạo Lăng lẳng lặng nhìn nhau. Lại một người chả có chút nguyên tắc gì. Ban nãy còn bị đánh vỡ thân xác, bây giờ đã cúi đầu, chẳng có nguyên tắc gì cả. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, tần quan, người kia nói ông ta là người của quá khứ. Nhưng vì sao lại có thể lấy đồ của ta? Tần quan cười, vì bản thể ông ta đó còn ở nơi này, bằng không sẽ không làm được. Diệp Huyên nghe vậy thì gật gù, ta hiểu rồi. Mọi người nhanh chóng đi đến Tuế Nguyệt Thành. Vừa đặt chân vào, lão già đã kêu lên, Bạch Thánh. Có người tìm. Sau một hồi im lặng trôi qua, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong thành. Diệp Huyên nhìn sang, lập tức nhận ra đây chính là người đã lấy kiếm của hắn. Ông ta mỉm cười hỏi thăm, chư vị tìm ta có việc gì sao? Tần quan cười, ngươi chính là người lấy đồ của bạn ta. Bạch Thánh cao mày, cô nương nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Tần quan nhìn ông ta, ngươi trả đồ rồi nói xin lỗi, ta sẽ không đánh ngươi. Bạch Thánh nheo mắt, ngươi dám uy hiếp ta à con đàn bà kia. Lão già kia e dè nói, Bạch Thánh, ăn nói cẩn thận. Bạch Thánh cong môi khinh miệt, cẩn thận, cũng phải xem ả là ai. Tần quan gật đầu rồi rút súng, bóp cò. Đùng, một chùm sáng trắng bắn ra. Bạch Thánh đứng ở xa lập tức biến sắc, giao hai tay lại với nhau. Chỉ trong nháy mắt, bóng mờ của hàng chục nghìn ngọn núi khổng lồ đã bao lấy ông ta, tỏa ra uy áp hùng hậu càn quét bốn phía, kinh khủng vô cùng. Quỳnh! Dưới cặp mắt của mọi người, ngần ấy núi non bị đánh vỡ toác. Luồng sáng trắng nện vào người Bạch Thánh. Quỳnh! Ông ta bị đánh bay đi cả mấy vạn trượng, khi dừng lại thì thân xác đã tan vỡ. Bạch Thánh ngây ra như phỗng. Lão già bên kia thở dài trong lòng. Thằng ngu, lão đã dặn ngươi cẩn thận cái mồm mà cứ đòi phải bô lô ba la lên. Lần này thì hay rồi, bay cả thân xác rồi kìa thấy chưa? Bạch Thánh trợn mắt nhìn tần quan với vẻ khó tin, run rẩy hỏi, ngươi. Đó là thứ gì? Tần quan chỉ lạnh lùng nói, trả kiếm đây. Ít hầu di chuyển, Bạch Thánh lại hỏi, nó rốt cuộc là gì? Tần quan cau mày, chuyển họng súng nhắm vào người ông ta. Ông ta vậy thì biến sắc, cuống quýt nói, ta không có giữ thanh kiếm kia. Tần quan tỏ vẻ không vui, người đang lãng phí thời gian của ta đấy à? Bạch Thánh vội nói, tông chủ Tuế Nguyệt Tông chúng ta đang giữ nó để nghiên cứu. Tuế Nguyệt Tông. Tần quan nhìn sang lão già, thấy lão ta do dự một hồi mới nói, Tuế Nguyệt Tông là siêu thế lực đứng đầu trong dòng sông Tuế Nguyệt, tất cả những người ở đó đều là hành giả Tuế Nguyệt. Tần quan nhìn Bạch Thánh, gọi tông chủ các ngươi ra đây. Bạch Thánh lưỡng lự một hồi rồi nói, các hạ hãy theo ta. Sau đó ông ta hóa thành một tia sáng trắng bay vào thành. Tần quan đang định nhấc chân thì nghe cô gái cầm lưỡi hái nói, tần các chủ, e rằng sẽ có bẫy. Tần quan quắc mắt, tốt nhất là đừng, bằng không ta sẽ san bằng cái Tuế Nguyệt Thành này. Cô gái cầm lưỡi hái. Bọn họ nhanh chóng vào thành.
Khi vừa đặt chân vào, bỗng có hàng loạt chùm sáng khủng khiếp bừng lên ở mỗi góc thành. Là đại trận. Cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia bày ra vẻ đề phòng. Tần Quan lại lần nữa nhíu mày. Bạch Thánh xuất hiện lại trước mặt họ, đi cùng là một lão già áo trắng. Lão ta hỏi Tần Quan, tại hạ là tông chủ Tuế Nguyệt Tông, các hạ xưng hô thế nào? Tần Quan lạnh nhạt, Tần Quan. Lão già nhíu mày, chưa từng nghe. Tần Quan chỉ khẽ lắc đầu, trả kiếm lại cho ta. Lão già, nếu ta nói không thì sao? Tần Quan thở dài, quay đầu hỏi Diệp Huyên đầy khó hiểu, tại sao vậy hả? Diệp Huyên ngớ ra, sao chăng gì? Tần Quan lắc đầu, sao ta nói chuyện rất hòa nhã mà chẳng ai chịu nghe? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, lần sau cứ rút súng bắn một phát rồi hãy nói, đảm bảo ai cũng nghe. Tần Quan gật đầu, có lý. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông lên tiếng, việc này không liên can đến các hạ, việc gì cứ phải xen vào. Tần Quan nhìn lão, các ngươi nên thấy vui vì hắn đến tìm ta, nếu là người khác thì dòng sông Tuế Nguyệt này cũng không còn. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông nhíu mày, ngươi có ý gì? Tần Quan lắc đầu, đừng phí thời giờ. Nói xong, nàng ta giương súng nhắm vào tông chủ Tuế Nguyệt Tông. Đối phương nhíu mày rồi biến mất tại chỗ. Một luồng khí tức khủng khiếp ùa về phía Tần Quan. Lão ta muốn ra tay trước. Đúng lúc này, Tần Quan bóp cò, để một chùm sáng trắng bắn ra từ nòng súng. Đoàng. Một cái bóng mờ cuống quýt thối lui hơn mấy vạn trượng, không phải tông chủ Tuế Nguyệt Tông thì còn ai. Khi dừng lại, vùng thời không nơi lão ta đặt chân trở thành một màu đen đặc. Nhưng thân xác lão vẫn còn nguyên vẹn. Lão đã đỡ đòn được. Cô gái cầm lưỡi hái và ông lão đứng bên Tần Quan trố mắt nhìn nhau đầy khiếp sợ. Tên tông chủ Tuế Nguyệt Tông này lợi hại đấy. Nơi xa, lão ta ngẩng đầu nhìn Tần Quan với vẻ nghiêm túc, trong tay ngươi là thứ gì? Tần Quan vô cảm bỏ súng vào túi vải nhỏ, sau đó lấy ra một thứ trông như quả trứng gà. Diệp Huyên thấy nó thì nheo mắt lại, đang muốn lùi về sau thì nghe nàng ta cười, đừng sợ, ngươi có vòng thái cực bảo vệ rồi, không sao đâu. Diệp Huyên dè dặt hỏi lại, thật chứ? Tần Quan gật đầu, hô lên với tông chủ Tuế Nguyệt Tông, đây, thử uy lực của nó này. Sau đó nàng ta vung tay ném thứ kia đi rồi bịt tai lại. Mọi người! Đồng tử tông chủ Tuế Nguyệt Tông co rụt, chắp tay lại thét lên, Tuế Nguyệt thần trưởng. Dứt lời, lão vung tay vỗ về phía trước. Một luồng Tuế Nguyệt chi lực khủng khiếp cuộn trào mà ra từ lòng bàn tay lại. Sau đó là một thủ ấn dài đến vạn trượng nện xuống vật hình quả trứng kia. Tần Quan nói với Diệp Huyên, bịt tai lại. Diệp Huyên vội vàng làm theo. Bùm, chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khắp bốn phía, khiến cho ai ai ở trong dòng sông Tuế Nguyệt đều nghe thấy. Vô số cường giả lập tức đổ máu từ thất khiếu. Sau khi tiếng nổ vang lên, một đám mây hình nấm cao tận nghìn trượng bất thình lình bốc lên. Vô số Tuế Nguyệt hóa thành hư vô trong phút chốc, hàng loạt Tuế Nguyệt chi lực cũng theo đó sụp đổ. Toàn bộ dòng sông Tuế Nguyệt rung lắc dữ dội như gặp phải địa chấn. Nhóm Diệp Huyên và Đạo Lăng thì lại không sao, nhờ có vòng thái cực đã cản lại khi sức mạnh khổng lồ kia nổ ra. Toàn bộ Tuế Nguyệt thành đã bị xóa sổ. Vô số cường giả trong thành không chết thì trọng thương. Ai nấy đều ngu người. Bên kia, tông chủ Tuế Nguyệt Tông và Bạch Thánh chưa chết. Nhưng lão tông chủ đã hoàn toàn mất đi thân xác, linh hồn gần như trong suốt. Bạch Thánh thì nấp sau lưng lão ta nên may mắn thoát được một kiếp, vì đã có tông chủ ăn trọn toàn bộ uy lực của thứ mà Tần Quan ném ra. Cả hai người ngây ra như phỗng. Đặc biệt là tông chủ Tuế Nguyệt Tông, cảm giác như một cái đầu không đủ dùng nữa. Ban nãy là thứ gì? Tần Quan nhìn lão, lại lấy một viên đừng chọc ta ra từ trong túi. Lão tông chủ và Bạch Thánh thấy vậy thì mặt trắng như vôi, tông chủ vội nói các hạ. Chúng ta trả kiếm, trả kiếm. Tần Quan nhíu mày, nói vậy từ đầu không phải tốt sao? Cứ bắt ta phải động tay động chân, bộ vui lắm hay gì? Lão tông chủ Tuế Nguyệt Tông cứng ngắc. Bà mẹ! Lão đếch biết ngươi lợi hại như vậy. Sớm biết thế thì còn ai dám ra tay với ngươi? Giờ đây lão ta đã biết mình không thể trêu vào người này. Tần Quan lạnh nhạt nói, lấy ra đây.
Tông chủ Tuế Nguyệt Tông trần trừ một hồi rồi nói, ta không giữ nó. Tần quan cáu kỉnh quát lên, giỡn mặt đúng không? Nàng ta lấy ra hơn 10 quả đừng chọc ta, khiến nhóm Diệp Huyên biến sắc. Má ơi! Bọn họ còn sợ thứ này nữa chứ đừng nói tông chủ Tuế Nguyệt Tông. Một viên đã kinh khủng như vậy, nếu là mười mấy viên cùng nổ. Không ai dám tưởng tượng nữa. Đáng sợ quá. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông sợ đến mức hồn phi phách tán, cuống cuồng nói, cô nương đừng giận. Kiếm kia đang nằm trong tay một vị bán bộ Tuế Nguyệt Tiên của Tuế Nguyệt Tông chúng ta, hắn đang ở gần đây. Sắc mặt Tần quan xấu đi. Lão tông chủ do dự một hồi rồi nói, để ta gọi hắn ta đến cho cô nương nhé. Tần quan lạnh lùng, tên đó chạy rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 200.